Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 78. Hiển nhiên Bùi Bất Khí vẫn còn muốn thuyết phục Trần Ngư thay đổi ý định, hắn còn cố tình đưa Kamiyama Yui tới đây. Sắc mặt của Trần Ngư trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, cô đứng lên, quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nói, rốt cuộc anh vẫn còn muốn khiến cho tập đoàn Hà Thị phá sản sao? Người khác cũng đều đến diễu võ dương oai trước mặt anh rồi. Sau khi Kamiyama Yui nghe nói như thế, quả nhiên sắc mặt không vui, cười lạnh nói, hiện tại tập đoàn Hà Thị theo chúng ta nâng hội Huyền Dương, trước khi anh ở đây nói lời này, vẫn là nên nghĩ rõ ràng thật tốt trước. Hiện tại Kamiyama Yui có thể có thái độ lớn lối như thế dĩ nhiên là bởi vì nàng làm việc trong cái tổ chức quần lang này. Nàng có thể nhờ sự giúp đỡ cái tổ chức quần lang này. Sử dụng thủ đoạn không bình thường để giải quyết rất nhiều chuyện. Hiện tại, giá ngọc thành phẩm tại các cửa hàng trang sức ở Hương Sơn đã trở lại bình thường do quần lang bị đe dọa. Xét cho cùng, tổ chức quần lang là một tổ chức khét tiếng trên thế giới và có thể đe dọa, khiến rất nhiều thế lực phải khiếp sợ. Trần Ngư, cô đừng khiến tình thế căng thẳng như vậy. Cho dù cô không muốn hợp tác với Huyền Dương Hội, không thể trở thành đối tác, vẫn có thể làm bằng hữu. Bùi Bất Khí cười nói, khí chất của hắn hiền như ngọc, như quân tử khiêm tốn. Tề Đẳng Nhàn ngẩng đầu nhìn Bùi Bất Khí và chậm rãi nói, tôi sẽ cho anh một cơ hội để cút khỏi Hương Sơn trong vòng 3 ngày. Thương hội Hoa Minh đã có hành động bất chính và chụp ảnh hắn ta để cho Dương Quan Quan xem nhằm mục đích xúi dục nổi loạn, điều này khiến hắn ta rất không hài lòng. Dù sao hắn cũng đã nghĩ tới làm sao đối phó Thương hội Hoa Minh, nếu hắn không cho bọn họ nếm mùi đau khổ, có lẽ bọn họ sẽ phải làm gì đó khiến hắn ghê tởm. Nhà ngươi xây dựng Hương Sơn sao? Nghe vậy, Bùi Bất Khí vẻ mặt bình tĩnh, vẫn khiêm tốn. Bởi vì, tôi ghê tởm rác rưởi Thương hội Hoa Minh của anh. Tề Đẳng Nhàn vô cảm nhìn hắn và chậm rãi nói. Bùi Bất Khí chế nhạo nói, Tề giám mục có lẽ không biết hắn đang nói cái gì đúng không? Hôm nay tôi đã nói chuyện với ông cụ quý, chúng ta đã cùng nhau xây dựng một tòa nhà ở Nam Dương. Anh đã nói chuyện với tôi như thế này ở nhà ông cụ quý, phải không? Có phải có chút không thích hợp sao? Trần Ngư nghe xong lời này, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Nếu như Thương hội Hoa Minh cùng Kỷ gia liên thủ, tự nhiên là liên minh cường đại, hơn nữa, Kỷ gia bản thân cùng Tề Đẳng Nhàn bản thân có rất nhiều mâu thuẫn, nếu thật sự liên thủ đối phó hắn, nhất định sẽ không tiếc cố gắng. Tình hình ở Nam Dương đối với Trần Ngư vốn đã đủ hỗn loạn rồi. Nếu Kỷ gia nhúng tay vào, thực lực của Thương hội Hoa Minh sẽ càng tăng cường, đến lúc đó, thậm chí không ai dám tranh đoạt quyền lực với cô. Tề đại nhân, bình tĩnh, Bùi tiên sinh dù sao cũng là thiếu chủ của Thương hội Hoa Minh, hãy câu hắn một chút thể diện. Ha ha ha, Tề giám mục, hôm nay là sinh nhật quý tiên sinh, nếu có mâu thuẫn gì thì có thể đợi chuyện này xong rồi mới bàn bạc. Tề giám mục, bình tĩnh, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Một số tên tai to mặt lớn cảm thấy hai bên sắp xảy ra cãi vã đã đứng ra phát biểu, từng người một khuyên mọi người nên bình tĩnh. Tuy nói như vậy nhưng họ không tin Tề Đẳng Nhàn có năng lực hạ gục Thương hội Hoa Minh, dù sao thì Thương hội Hoa Minh hiện tại đã đạt được sự hợp tác với gia tộc quý và đã liên thủ mạnh mẽ với hội Huyền Dương. Bùi Bất Khí lạnh nhạt nói, tốt, tôi mở to mắt ra ngóng nhìn thủ đoạn của anh. Một bên còn lại là Kamiyama Yui, cô nói. Tề giáo chủ nếu như dùng thủ đoạn phi thường, vậy cũng Huyền Dương chúng ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn. Tiếng tăm của quần lang rất lớn, không ai dám trêu chọc đến bọn chúng. Cho dù là Trần Ngư cũng lo lắng, cô biết rõ Tề Đẳng Nhàn vô cùng mạnh mẽ, nhưng cái tổ chức kia làm việc không từ một thủ đoạn nào, ngay cả đầu đạn hạt nhân cũng dám lấy trộm, còn có cái chuyện gì chúng nó không dám làm. Dùng thuốc nổ C4 để uy hiếp thì lấy C4 bình thường mà dùng được là chuyện đương nhiên. Tề Đẳng Nhàn cho dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ là thể xác phàm trần, máu xương thịt ra, đứng trước một quả bom phát nổ thì không thoát khỏi cái chết. Người nước Kiệt Bành trước mặt tôi đang làm gì vậy? Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, nếu rông dài nửa câu, bố mày trực tiếp giết mày, mày có tin không? Bùi Bất Khí đột nhiên lóe lên trước mặt Kamiyama Yui, lạnh lùng nói, đánh phụ nữ không phải là việc quân tử làm. Tề giám mục, lời nói và hành động của anh đại diện cho Thánh giáo. Thân là tổng giám mục của Thánh giáo, anh có đạo đức không? Mong anh lý trí một chút.
Lý trí, anh muốn tôi lý trí gì? Mẹ kiếp, đồ ngu dốt bẩn thỉu. Tề Đẳng Nhàn túm lấy cổ áo của Bùi Bất Khí, vả mỗi bên mặt hắn một cái. Cái tát này ngay lập tức khiến Bùi Bất Khí choáng váng, ngay cả những người có mặt cũng phải xôn xao. Tôi không thể chịu nổi những kẻ đạo đức giả như anh muốn lợi dụng tôi lại còn bày vẽ ngụy quân tử trước mặt tôi. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, thúc một gối vào người Bùi Bất Khí, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Vừa mới nhìn thấy người khiêm tốn như Bùi Bất Khí, ngay sau đó lại bị Tề Đẳng Nhàn đánh thành bộ dạng này, trong lòng mọi người khó chịu vô cùng. Họ thích nhìn những người bình tĩnh và điềm tĩnh như vậy thể hiện hành vi xấu xí của mình. Đúng lúc này, một bóng người từ trong đám người nhảy ra, giơ móng vuốt lên đánh vào đầu Tề Đẳng Nhàn. Quỳ xuống cho tôi. Tề Đẳng Nhàn chắp hai tay trái và phải nhéo vào bụng, sau đó năng lượng từ trong cơ thể tuôn ra, máu trong tim nổ tung, bộc phát ra một luồng năng lượng dương dương, cả hai kết hợp lại, năng lượng xuyên thấu toàn bộ cơ thể, và sau đó là một vụ nổ lực đáng sợ. Anh nghiêng đầu né tránh móng vuốt của con đại bàng mà mình đã tóm được. Sau đó tách hai tay ra một cú đấm kinh hoàng, cơn gió mạnh ập đến thậm chí khiến nhiều người xung quanh mất thăng bằng. Cao thủ đánh lén dùng móng ưng bị lòng bàn tay đè lên vai hắn đánh một tiếng sụp xuống, thân thể không tự chủ mà quỳ trên mặt đất. Ngay khi anh ta quỳ xuống, bàn tay của Tề Đẳng Nhàn đang đặt trên vai đối phương lại hạ xuống, một cú đấm khiến anh ta ngã xuống, một tiếng bang, đầu gối của người đàn ông chạm đất phát ra một âm thanh nghèn nghẹn, gạch lát sàn vỡ tan. Sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Tề Đẳng Nhàn buông tay ra, người kia muốn đứng dậy khỏi mặt đất với vẻ mặt hung dữ, nhưng anh cảm thấy như có một chiếc đinh cực lớn đâm vào cơ thể mình, đóng đinh anh xuống đất. Là ai cả gan dám tấn công tiệc sinh nhật của quý tiên sinh? Lão già mặc đồ đường được quý gia mời trước đó đã xuất hiện. Anh ta là một bậc thầy chân chính, nhưng khi Chi Đăng Xian đến nhà Di để bắt cóc Quý Khải, anh ta đã không ra tay. Bùi Bất Khí mặt đầy máu, không còn vẻ yêu nhã như trước nữa, khi nhìn thấy nhà họ Quý tới, hắn không khỏi trầm giọng nói, sư phụ, tên điên này đã lén lút tấn công ta và ta lúc này, gia tộc Quý có phải nên đưa ra một số điều lệ hay không? Tề Đẳng Nhàn đứng trước mặt vệ sĩ của Bùi Bất Khí với vẻ mặt thờ ơ, vệ sĩ bị nắm đấm đánh ngã khuỵu xuống và không thể đứng dậy. Giang Khuynh Nguyệt nhìn thấy không khỏi cười khổ, tên này vẫn như thường lệ, không đồng tình thì túm lấy tát người. Khi cha cô, Giang Sơn Hải gặp hắn lần đầu tiên, cũng bị túm lấy và tát như thế này. Trần Ngư nói, ô, mọi chuyện đang trở nên khó xử. Tề Đẳng Nhàn lúc này mới biết tên vị sư phụ được quý gia mời đến, không khỏi cười hỏi, Diệp thiếu gia, người muốn thử chém ta ở giữa sao? Diệp sư phụ, hãy cố gắng chém đường giữa của hắn. Diệp sư phụ thực sự rất muốn chém đường giữa của Tề Đẳng Nhàn, có điều, với lực đấm kia của người ta. Thể lực kia của người ta, công lực kia của người ta, chỉ sợ sau khi chém vào, sẽ bị băm nát trong phút chốc. Thấy người gây chuyện là Tề Đẳng Nhàn, Diệp sư phụ chỉ muốn nói một câu, vậy thì không sao đâu. Bùi Bất Khí không khỏi tức giận nói, Diệp sư phụ, anh xem tên ngông cuồng này, làm ra chuyện vô lễ như vậy, lại còn dám cười đùa cợt nhả ở đây. Diệp sư phụ ho khan liên tục và bất đắc dĩ nói, Bùi thiếu gia. Tề giáo chủ là bạn của nhà họ Quý chúng tôi. Bạn bè của nhà họ Quý. Ha ha. Tôi biết những người tới hôm nay đều là bạn bè của nhà họ Quý. Nhưng mà, bạn bè thì cũng phải phân chia quan trọng và không quan trọng chứ. Ai là bạn bè quan trọng của các người, ai là bạn bè thứ yếu, Diệp sư phụ, chẳng lẽ anh không phân rõ sao? Bùi Bất Khí nhìn Diệp sư phụ, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Diệp sư phụ nhíu mày một cái, chỉ cảm thấy Bùi Bất Khí này bị Tề Đẳng Nhàn đánh hai bà tai đến chảy máu đầy mặt, quả thật cũng khá đáng đời. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Kamiyama Yui muốn đứng ra nói chuyện, không khỏi lạnh lùng nói, im miệng, kiệt bành quỷ tử, nếu cậu còn nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ trực tiếp bán cậu cho trung tâm anh đào làm kỹ thuật viên. Lời vừa ra khỏi miệng, Tề Đẳng Nhàn liền hối hận. Không phải bởi vì cảm thấy lời nói này có chút thô tục quá mức, mà là do hắn vô tình vạch trần chính mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. May mắn thay, không ai quan tâm đến những chi tiết này, không nghĩ đến hướng hắn thường xuyên đến trung tâm massage,
chỉ cho rằng những gì hắn nói chẳng qua chỉ là những lời nói ác động thông thường mà thôi. Kamiyama Yui bị những lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Cái người này, đường đường là tổng giám mục của thánh giáo khu vực phía nam, lại phát ngôn thô bỉ và không có tố chất như vậy. Giáo hoàng chọn người kiểu gì đấy? Mắt nhìn kiểu gì vậy chứ? Để loại người như thế này làm tổng giám mục, sao không thay bằng một con chó luôn đi? Hôm nay họ Tề này đánh tôi ở nhà họ Quý, làm tôi mất mặt như vậy, làm nhà họ Quý mất mặt như vậy, chắc chắn phải dạy cho hắn một bài học. Nếu không, thương hội Hoa Minh của chúng ta sẽ như thế nào, thậm chí là nhà họ Quý, tương lai phải làm người như thế nào? Bùi Bất Khí nhịn không được nói. Trần Ngư ở một bên thậm chí còn cắn hạt dưa, khá lắm, cô biết rằng Tề Đẳng Nhàn chắc chắn sẽ gây rắc rối, nhưng cô không ngờ là lại ra tay sớm như vậy, lại còn trực tiếp gây chuyện tại hiện trường đại thọ lần thứ 80 của ông cụ Quý. Lá gan này, thật sự là quá lớn rồi. Một tiếng rắc rắc, Trần Ngư nuốt hạt dưa đã cắn vỡ, thấy Giang Khuynh Nguyệt nhìn mình đầy quái lạ, liền đưa tay ra nói, muốn ăn chút không? Vị bơ đấy, cũng không tệ lắm ối. Giang Khuynh Nguyệt không khỏi sửng sốt, lập tức giật lấy toàn bộ hạt dưa trong tay Trần Ngư. Trần Ngư cười nói, thật là đồ hẹp hòi. Nói xong câu này, cô lại lấy từ túi bên kia ra một nắm hạt dưa khác. Giang Khuynh Nguyệt tức giận trợn mắt, chuyện này rõ ràng là do người phụ nữ này gây ra, nhưng cô ta lại hết lần này đến lần khác làm ra vẻ như không liên quan gì đến mình, còn đứng một bên ăn dưa xem kịch, thực sự làm cho người ta khó chịu. Tên chó má Tề Đẳng Nhàn này nữa, tại sao lại nuông chiều cô ta đến như vậy? Giữa hai người này có câu chuyện gì? Lời nói của Bùi Bất Khí khiến cho Diệp sư phụ rơi vào im lặng, anh ta cũng không thể thay mặt người nhà họ Quý nói gì được. Thương hội Hoa Minh có thực lực mạnh mẽ, vừa mới đạt thành hợp tác với nhà họ Quý dự định cùng bọn họ xây dựng một tòa kiến trúc ở vòng đất Nam Dương, mối quan hệ lợi ích này rất bền chặt. Giáo mục Tề thật không biết nhìn xa trông rộng. Vốn đã có bất hòa với nhà họ Quý rồi, lần này lại gây chuyện trong tiệc đại thọ thứ 80 của ông cụ Quý, quá nửa là sẽ khiến cho nhà họ Quý hoàn toàn nổi điên. Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhà họ Quý nhất định là đang hướng về phía thương hội Hoa Minh, lần này giáo mục Tề đã làm lớn chuyện rồi. Nếu như nhà họ Quý thật sự muốn quyết tâm nhắm vào doanh nghiệp nhà nào, ở Hương Sơn, tuyệt đối không có một nhà nào có thể sống sót. Những vị khách quý đang có mặt đều không khỏi lắc đầu. Cảm thấy nhà họ Quý nhất định sẽ ra mặt cho thương hội Hoa Minh. Dù sao, nếu như nhà họ Quý có thể xây dựng một tòa kiến trúc trong vòng đất Nam Dương thì lợi ích sẽ rất lớn, ngay cả $1 tỷ cũng không mua được. Quý Khải không biết từ lúc nào đã xuất hiện, nói với Bùi Bất Khí, anh nói tới nói lui, đừng có kéo theo cả nhà họ Quý chúng tôi vào, đây là chuyện giữa anh và giáo mục Tề, không liên quan gì đến nhà họ Quý chúng tôi. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe thấy như vậy, lại vô cùng khó chịu mà cau mày một cái. Bởi vì hắn còn đang chờ đợi Quý Khải nhảy ra, giả bộ trước mặt hắn, mắng hắn nói có phải gây chuyện ở tiệc đại thọ của ông cụ Quý là muốn tự tìm cái chết hay không. Giang Khuynh Nguyệt nghe thấy lời của Quý Khải, không khỏi lấy làm ngạc nhiên, cô không ngờ rằng vị thiếu gia nhà họ Quý Quý Khải này, lại chủ động phủi sạch mối quan hệ giữa mình với thương hội Hoa Minh. Ý này của anh ta là sẽ làm như không thấy sự tàn ác của Tề Đẳng Nhàn. Khải thiếu, ý của anh là gì? Bùi Bất Khí lạnh lùng nhìn sang, anh có biết mình đang nói cái gì hay không? Anh có biết hiện tại giữa thương hội Hoa Minh chúng tôi và nhà họ Quý các anh đang là quan hệ hợp tác hay không? Quý Khải nhún vai nói, hợp tác chính là hợp tác, cũng chỉ giới hạn ở hợp tác, mọi người cùng nhau kiếm tiền là được rồi. N oán giữa anh và giáo mục Tề. Dựa vào đâu mà lại có thể tính lên đầu nhà họ Quý chúng tôi chứ? Bùi Bất Khí giận dữ nói, tôi thấy anh chính là một cậu ấm quần là áo lụa, ngay cả giấm cũng không biết đánh. Nếu bởi vì chuyện này mà mối quan hệ giữa thương hội Hoa Minh và nhà họ Quý tan vỡ, anh có thể gánh nổi trách nhiệm này sao? Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt ở hiện trường đều cảm thấy như vậy, mối hợp tác giữa thương hội Hoa Minh và nhà họ Quý, đối với cả hai bên đều có lợi. Dù sao thì đó cũng là một liên kết hùng mạnh. Ông cụ Quý có lẽ cũng không muốn nhìn thấy mối quan hệ giữa hai bên bị phá hủy vì chút vấn đề này. Rắc rắc. Tại hiện trường, chỉ có tiếng Trần Ngư và Giang Khuynh Nguyệt cắn hạt dưa vang lên, mọi người lại đều là yên lặng như tờ. Kamiyama Yui lạnh lùng nói,
giáo mục Tề vô lễ ở trên địa bàn của nhà họ Quý như vậy, nếu như nhà họ Quý không chịu cho chúng tôi một lời giải thích, vậy tôi sẽ tự mình kêu người đi hỏi. Hiện tại Tề Đẳng Nhàn có hơi nhớ nhung Tôn phu nhân rồi, nếu như bà ấy nghe được lời này, bà ấy nhất định sẽ lấy ra một cuộn băng dính đưa cho Kamiyama Yui. Đúng lúc này, ông cụ Quý bước ra từ trong nhà. Ông cụ Quý tới. Có người hét lên kinh ngạc, sau đó mọi người rối rít nhường đường. Ông cụ Quý gừng càng già càng cay, mặc bộ đồ thời nhà Đường màu đỏ, cả người vui mừng, cau mày từ từ đi ra. Đương nhiên, ông ta vừa nhìn đã nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, sau đó hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bùi Bất Khí trầm giọng nói, ông cụ, họ Tề thô tục vô lễ, ở trong đại thọ 80 của ngài, hắn uy hiếp tiểu thư Kamiyama Yui, còn tát vào mặt tôi, đánh trọng thương vệ sĩ của tôi. Tôi vốn tưởng rằng Quý Khải cháu trai của ngài, muốn đại diện cho nhà họ Quý đứng ra chủ trì công đạo cho chuyện này, kết quả, anh ra lại nói chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Quý. Tôi muốn hỏi một chút, ý của Quý Khải, có phải đại biểu cho ý của nhà họ Quý không? Có phải nhà họ Quý căn bản cũng không hề coi trọng thương hội Hoa Minh chúng tôi chút nào hay không? Lúc này Tề Đẳng Nhàn nhìn ông cụ Quý, cố tình giả vờ mặt đầy sợ hãi, như thể hắn đã thật sự làm sai điều gì vậy? Hắn tựa như đang nói với ông cụ Quý, ông nhìn này, tôi thật con mẹ nó sợ hãi, mau đến bắt nạt tôi đi nè. Mọi người nhìn thấy sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn, không khỏi âm thầm thở dài, chàng trai trẻ, khí thế của ông cụ Quý thực sự cường hãn, khiến Tổng Giám Mục Tề cũng phải sợ hãi. Bùi Bất Khí là người giỏi quan sát, khóe mắt hắn ta cũng nhận thấy Tề Đẳng Nhàn có vẻ kinh hãi. Trong nhất thời hắn ta không khỏi cảm thấy đắc ý, thậm chí còn nhìn về phía Trần Ngư, như muốn nói, người đàn ông mà cô nhìn chúng, có lẽ cũng chỉ như vậy, chỉ là rác rưởi mà thôi. Ông cụ Quý, có phải là tôi hẳn nên nói xin lỗi hay không? Tề Đẳng Nhàn đáng thương hỏi, trong bụng tràn đầy ý xấu sôi lên ùng ục. Bùi Bất Khí lạnh lùng nói, ông cụ, nhất định phải bắt hắn xin lỗi, nếu không, mặt mũi của thương hội Hoa Minh chúng tôi và nhà họ Quý phải để ở đâu đây? Thậm chí còn phải bắt hắn quỳ xuống xin lỗi, tỏ ra thành khẩn mới được. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn không khỏi có một loại cảm giác xúc động. Đã lâu lắm rồi không có người nào yêu cầu hắn quỳ xuống để nói xin lỗi. Lâu như vậy nghe lại, vậy mà lại có cảm giác rất sảng khoái. Chẳng lẽ, bản thân cũng giống như thư ký Dương, là một người máu M sao? Ý là thích bị ngược. Nhưng ông cụ Quý lại lãnh đạm nói, ở đây là nhà họ Quý, cậu tự coi mình là chủ nhân rồi sao? Nhà họ Quý chúng ta hành sự như thế nào, từ khi nào lại đến lượt người ngoài ở đây khua tay múa chân? Lời nói của ông cụ Quý khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều không khỏi giật mình. Ngay cả Trần Ngư cũng không khỏi sửng sốt, suýt chút nữa cắn vào ngón tay của chính mình. Cô đương nhiên biết cái loại tính cách không sợ trời không sợ đất của Tề Đẳng Nhàn không thể nào kinh hãi được, bộ dạng vừa rồi của hắn nhìn một cái cũng biết là chỉ đang giả vờ, không chừng trong bụng còn đang giấu ý xấu gì đó. Nhưng điều cô không ngờ tới là ông cụ Quý vậy mà lại thực sự không muốn đắc tội Tề Đẳng Nhàn. Thà rằng vứt bỏ mối hợp tác với thương hội Hoa Minh. Phải biết rằng, nếu nhà họ Quý hợp tác với thương hội Hoa Minh, vậy thì không chỉ đơn giản như ôm đất, xây nhà, mà còn đồng nghĩa với việc họ có thể lấy được tấm vé tiến vào thị trường khu vực Nam Dương. Ông cụ Quý, vậy mà lại có thể dứt khoát vứt đi lợi ích khổng lồ như vậy. Rõ ràng, những gì ông cụ Quý nói nằm ngoài những gì Bùi Bất Khí dự liệu, khuôn mặt đầy đắc ý của hắn ta cứng đờ trong nháy mắt. Ông cụ Quý, ngài, nói cái gì cơ, Bùi Bất Khí ngạc nhiên nói, trên mặt hiện đầy vẻ hoài nghi. Ngược lại, Tề Đẳng Nhàn lại đầy vẻ thất vọng, thậm chí có chút đau lòng. Mọi người đều bối rối, tại sao ông cụ Quý đứng về phía bên này của Tổng Giám Mục Tề hắn lại không hề hài lòng chút nào. Dương Quan Quan ở bên cạnh nhìn mà không nhịn được muốn bật cười, tên chó má này, quá nửa là lại muốn bứt lông dê đấy phải không? Thật sự xem nhà họ Quý như con dê béo rồi đấy à. Nghĩ đến đây, Dương Quan Quan bước ra, đá một cái vào lưng Bùi Bất Khí, đá mạnh đến mức hắn ta ngã sóng xoài, cằm đập xuống đất vỡ ra, chảy máu đầm đìa. Trò hài chó cậy thế chủ, lại còn muốn chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Tề Đẳng Nhàn à. Dương Quan Quan cười lạnh nói. Trong bụng cô đương nhiên đang tức giận,
Cô biết chắc chắn là tên Bùi Bất Khí đạo đức giả này đứng sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm nay thấy người, đương nhiên là phải trả thù. Bùi Bất Khí đau đớn kêu lên, tức giận nói, ông cụ quý, ngài định cứ đứng nhìn tôi bị người ngoài bắt nạt sao? Người ngoài, nghĩ lại thì, anh hẳn mới là người ngoài chứ. Một tên thiếu gia ăn chơi ở Nam Dương, ở trước mặt ta giả bộ cái gì chứ? Mối làm ăn với thương hội Hoa Minh, không làm nữa cũng được vậy. Ông cụ quý lạnh nhạt nói. Anh bạn trẻ, lo mà về nhà càng sớm càng tốt đi, phải đợi đến khi bị đuổi ra đường mới nhận ra sai lầm của mình sao? Câu thứ hai của ông cụ quý, cũng trực tiếp dùng phương ngữ của Hương Sơn. Bùi Bất Khí che chiếc cằm vẫn đang chảy máu của mình, tức giận đến mức cả người run rẩy, hắn ta hoàn toàn không ngờ được rằng, nhà họ quý mà hắn ta dựa vào, lại hoàn toàn không giúp gì cho hắn ta, ngay cả ông cụ quý cũng không thèm quan tâm đến việc hợp tác với thương hội Hoa Minh. Chuyện này sao có thể như thế? Điều càng khiến cho hắn ta cảm thấy khó chịu chính là, bản thân lại mất mặt đến như vậy trước mặt Trần Ngư. Thân là thiếu chủ của thương hội Hoa Minh, bao nhiêu năm nay, hắn ta chưa bao giờ nhục nhã như vậy trước mặt người khác. Từ trước đến nay vẫn luôn là hắn ta ra vẻ, còn người khác bị vả mặt. Tề Đẳng Nhàn thở dài, cảm thấy chuyện này thật không thú vị, ông cụ quý ngài tốt xấu gì cũng nên giúp người ta một tay chứ, dù sao người ta cũng là người vùng khác. Ngài làm như vậy, sẽ khiến người khác cho rằng người dân Hương Sơn rất thô lỗ đó. Bùi Bất Khí không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy như thế này mới có chút thú vị, chó biết cắn người đều sẽ không sủa, tên này cũng không buông lời ác độc gì, hiển nhiên là đang muốn tìm cơ hội cắn ngược lại hắn. Kamiyama Yui không nói gì, sau khi gật đầu một cái, cô rời đi theo Bùi Bất Khí, chỉ có điều, ngay trong mắt lại có sự lạnh lùng và oán giận. Giáo chủ Tề, xin lỗi nhé, vừa rồi bên trong có chút việc làm chậm trễ, cho nên mới ra ngoài muộn. Ông cụ quý khách khí cười nói với Tề Đẳng Nhàn. Ông cụ quý nói chuyện khách sáo quá rồi, hôm nay ông là người được chúc thọ đấy. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, trên mặt có chút tiếc nuối. Ông cụ quý là người giàn dạn kinh nghiệm, đương nhiên có thể nhìn rõ toàn bộ biểu cảm của hắn, khóe miệng nhất thời nhếch lên, cậu con mẹ nó cũng biết ông đây là người được chúc thọ, nhưng mà hết lần này đến lần khác lại muốn gây chuyện vào lúc này. Trên thực tế, ông cụ quý vẫn cảm thấy hơi đau lòng khi phải từ bỏ hợp tác với thương hội Hoa Minh, nhưng cảm giác đau lòng vẫn tốt hơn nhiều so với nỗi đau thể xác trực tiếp. Tề Đẳng Nhàn khi dùng dao thực sự rất tàn nhẫn, thực sự không quan tâm đến giới hạn cuối cùng. Hơn nữa tên này còn có thể mời được giáo hoàng cho nhà họ Lôi, có thể thấy hắn có địa vị ở trong thánh giáo. Nếu như nhà họ quý thực sự chọc giận hắn, liệu sau này họ còn thể tiếp tục những mối làm ăn kia ở châu U hay không? Nếu như ngày mai tên này lại ngang nhiên tới cửa, bắt Quý Khải đi, vậy thì phải làm sao? Dẫu sao thì ông đây cũng chính là không mắc câu. Ông cụ quý nghĩ thầm, rồi cười lạnh hai tiếng. Quý Khải không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ Tề Đẳng Nhàn người này có lòng tham không đáy, lại nhân cơ hội gây khó dễ cho nhà họ quý. Ông cụ quý nói với Diệp sư phụ, anh ứng đối rất khá, xin hãy tiếp tục cố gắng. Diệp sư phụ sửng sốt, tiếp tục cố gắng là có ý gì? Anh ta khôi phục tinh thần lại, liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, ý của câu nói này, rõ ràng cho thấy sau này họ Tề vẫn sẽ còn tìm cơ hội để đâm chọc nhà họ quý, anh ta nhất định phải tiếp tục khắc chế. Mọi người không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này, đều vui vẻ lên đi. Hôm nay, cảm ơn các kỵ đã đến góp vui cho lão già này, vô cùng cảm kích. Ông cụ quý ôm quyền, hướng về phía mọi người mà vòng vo một hồi. Bấy giờ mọi người mới tản ra, sau đó lại cầm sâm panh tiếp tục cười nói. Tề Đẳng Nhàn không khỏi nói, ông cụ quý, thương hội Hoa Minh kia là một trong những thương hội lớn nhất của người Hoa ở Nam Dương đó, nếu như ông hợp tác với bọn họ. Coi như đã có thể mở ra thị trường Nam Dương rồi. Mặc dù người Nam Dương không có nhiều tiền, nhưng dù sao họ cũng có tài nguyên phong phú như vậy, tôi nghĩ đây là cơ hội rất tuyệt vời để nhà họ quý khai chi tán diệp, càng trở nên lớn mạnh hơn nữa. Bỏ đi, Bùi Bất Khí đắc tội cậu, tôi cũng không để ý tới hắn ta nữa. Ông cụ quý mỉm cười nói. Hắn ta không có đắc tội tôi, chẳng qua chỉ là một mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Hơn nữa, hắn ta còn là chồng chưa cưới của Trần Ngư, bạn tốt của tôi và Trần Ngư có mối quan hệ tốt như vậy,
tại sao tôi lại có thể để ý chút mâu thuẫn này với hắn chứ? Cho nên, nhà họ Quý các người không cần phải cân nhắc đến cảm nhận của tôi, việc làm ăn vẫn là cần phải hoàn thành, cần hợp tác thì phải hợp tác. Tề Đẳng Nhàn cười nói với ông cụ Quý. Khóe miệng ông cụ Quý giật giật, xoay người rời đi, nói với Quý Khải, cháu chiêu đãi giám mục Tề cho thật tốt đi, ông còn có chút việc ở bên này, đợi sau khi tiệc chính bắt đầu sẽ quay lại. Khi ông xoay người đi, cả khuôn mặt đều không nhịn được trở nên tối sầm. Thái độ của ông cụ Quý khiến Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rất thất vọng, rõ ràng nhà họ Quý đã chịu đủ đau khổ vì hắn rồi, không muốn lại đối địch với hắn nữa. Vì lý do này, bọn họ thậm chí còn trực tiếp từ bỏ một đống lợi ích ở Nam Dương, không tiếp tục hợp tác với Thương hội Hoa Minh nữa. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, Quý Khải ở một bên cười nói, giáo mục Tề, anh không cần để ý chút chuyện nhỏ này, hôm nay là một ngày đáng để vui mừng, anh có thể tới nhà họ Quý góp vui thật là vinh hạnh quá. Tề Đẳng Nhàn nheo mắt nhìn anh ta, không có ý tốt mà nói, ông đây là tổng giám mục của khu vực phía Nam. Cậu gọi tôi giáo mục Tề là có ý gì? Có phải là cậu khinh thường tôi hay không? Có phải coi thường sự uy nghiêm của thánh giáo hay không? Có phải muốn là một kẻ dị giáo hay không? Sắc mặt Quý Khải tái xanh, hắn mẹ nó vậy mà cũng có thể gây phiền toái. Anh ta cảm thấy gần như nghẹt thở, sau đó nhanh chóng sửa lại lời nói, tổng giám mục Tề, tôi xin lỗi, là tôi sơ suất, xin anh hãy bỏ qua cho. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rất vô cùng buồn chán. Xua tay một cái, cười nói, sao tôi lại để ý được chứ? Con người tôi đối với chút ít chuyện nhỏ này đều không buồn để tâm, Khải thiếu cậu muốn gọi tôi như thế nào cũng được, tôi rất hiền hòa. Hiền hòa cái con mẹ mày. Quý Khải không nhịn được thầm chửi rủa trong lòng, sau khi chắp tay, lập tức rời đi, sợ mình lại bị hắn gây chuyện. Sau khi Quý Khải rời đi, Trần Ngư đi tới, cười nói, không nhìn ra nha. Thái độ của nhà họ Quý đối với anh lại tốt như vậy, nếu như là người bình thường gây ra loại chuyện này, trong phút chốc đã bị bọn họ đem đi nuôi cá mập rồi. Tề Đẳng Nhàn thở dài và nói, quả nhiên, lông dê cũng không thể đè cả một gia đình mà bứt được. Bằng không, dù dê có mập đến đâu, cũng sẽ không muốn cho cô lấy lông nữa. Khóe miệng Trần Ngư giật giật, cũng chính là loại đàn ông lẳng lơ như anh đây. Đã coi nhà họ Quý như một con dê béo có thể bứt lông thỏa thích đấy phải không? Nếu có người dám bứt lông dê của nhà họ Quý, còn không phải lập tức bị đánh cho gãy tay gãy chân hay sao? Hôm nay anh đắc tội người ta thê thảm như thế, tát vào mặt người ta trước mặt biết bao nhiêu người thế này, tôi thấy. Chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu, Trần Ngư thở dài nói. Kamiyama Yui hiện tại có quần lang chống lưng. Quá nửa là cô ta sẽ đến gây rắc rối cho anh. Bị cái tổ chức này để mắt tới, anh phải cẩn thận một chút. Dù sao, thủ đoạn mà bọn họ sử dụng đều tương đối mang tính chất khủng bố. Đối mặt với lời nhắc nhở của Trần Ngư, Tề Đẳng Nhàn một chút cũng không để ý, Husky. À, tham lang người này còn đang gãy một cái chân làm con chó canh cửa cho hắn kia kìa, hắn còn sợ quần lang cái gì chứ? Giang Khuynh Nguyệt không khỏi thở dài nói, anh vẫn cứ thích tát vào miệng người khác như mọi khi. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, giả vờ là tát vào mặt, giả vờ là tát vào mặt, không tát vào mặt thì làm sao còn giả vờ được. Giang Khuynh Nguyệt trực tiếp bị hắn nói cho không còn lời nào để chống đỡ, mạch não của anh chàng này lúc nào cũng kỳ lạ như vậy. Nếu nhà họ Quý kính nể anh như vậy, vậy chi bằng anh giúp tôi giật dây bắc cầu, để nhà họ Quý hợp tác với tôi đi. Bằng cách này, tôi cũng có thể lợi dụng sức lực của nhà họ Quý để ổn định địa vị của chúng ta. Trần Ngư cười tủm tỉm nói với Tề Đẳng Nhàn, trong một đôi mắt biết nói, trao gửi làn thu thủy của tình cảm thầm kín. Đây, chuyện này thì không được đâu, tôi còn đang mong chờ một ngày nào đó nhà họ Quý sẽ đắc tội tôi mà. Nếu như bọn họ hợp tác với cô, vậy thì chẳng phải bọn họ sẽ chung một chiến tuyến với tôi sao? Đến lúc đó, làm sao tôi còn có thể xuống giao được? Tề Đẳng Nhàn do dự một lúc lâu, sau đó mới nói ra một đống lời chết tiệt như vậy. Trần Ngư dở khóc dở cười nói, anh có thể đừng coi người khác như dê béo như thế được không? Nhà họ Quý là một gia tộc có sức lực và tài chính rất mạnh mẽ, có bọn họ làm đồng minh, so với việc anh cứ bắt thóp bọn họ thì tốt hơn nhiều. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, không, con người này của tôi tầm nhìn thấp, mắt nhìn thiển cận, chỉ thích bứt lông dê thôi. Trần Ngư giận tím cả mặt khi nghe điều này.
Giang Khuynh Nguyệt ở một bên nói, đúng vậy, dựa vào đâu mà phải giúp cô chứ? Đây là khiến hắn nợ nhà họ Quý một ân tình sao, chỉ vì một câu nói của cô thì người ta nhất định phải làm theo à? Sắc mặt Trần Ngư trở nên lạnh lẽo trước lời nói của Giang Khuynh Nguyệt, ánh mắt khó chịu nhìn cô chằm chằm. Giang Khuynh Nguyệt cảm thấy bị người phụ nữ này nhìn một cái, lại khiến cô có một loại cảm giác rợn tóc gáy, điều này khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao bản thân lại cảm thấy người phụ nữ này có chút cảm giác áp bức. Được rồi, chỉ là nói đùa chút thôi, tôi sẽ nói với ông cụ Quý. Nhà họ Quý hiện tại không muốn đắc tội tôi, sau này chắc chắn cũng sẽ không đắc tội tôi, để bọn họ hợp tác với cô, quả thật là cách để tối đa hóa lợi ích. Tề Đằng Nhàn thở dài nói. Hắn không nhịn được cảm thấy em gái cao kiều này có chút cản trở, khiến cho hắn bỏ lỡ cơ hội quang minh chính đại nhận được lợi ích từ Trần Ngư. Trần Ngư lúc này mới hài lòng cười nói, tốt lắm, vậy lát nữa anh mau đi trao đổi với ông cụ Quý, đến lúc đó tôi sẽ tới thương lượng cụ thể với ông ấy. Nếu nhà họ Quý muốn xây dựng tòa kiến trúc trong vòng đất Nam Dương, vậy thì thứ tập đoàn Trần của chúng ta có dưới tay chính là đất xây dựng. Những gì tôi có thể cho bọn họ chắc chắn không ít hơn những gì thương hội Hoa Minh có thể cho. Tề Đằng Nhàn cũng không ngờ rằng gia tộc Quý mà hắn đã mất lông dê nhiều như vậy lại có một ngày trở thành đồng minh của nhà họ Trần. Ông cụ Quý thật đúng là người có thể chèo trống trong bụng Tề tướng. Trong khi Tề Đằng Nhàn cảm thấy tiếc nuối, hắn cũng không khỏi cảm thán rằng nhà họ Quý có thể làm ăn giàu có đến mức ngang ngửa một đất nước như thế này, cũng không phải là không có nguyên nhân. Sau khi tiệc chính bắt đầu, ông cụ Quý nghiêm túc cảm ơn những vị khách đã đến dự tiệc sinh nhật của ông hôm nay. Trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay, cũng không có mấy người đối địch với Tề Đằng Nhàn xuất hiện, có lẽ bọn họ cũng đã ngửi thấy có mùi gì đó bất thường từ cách ông cụ Quý gửi thiệp mời, vì vậy dứt khoát không tới nữa, chỉ cử người đưa quà đến là xong chuyện. Bè phái của Lôi Thị vẫn chưa bị mấy nhà có dã tâm ăn thịt người còn không nhả xương chia năm xẻ bảy. Giờ đây ngay cả nhà họ Quý hùng mạnh cũng đang duy trì giao hảo với Tề Đằng Nhàn, điều này khiến cho những kẻ muốn hương sơn thay trời đổi đất đều cảm thấy thất vọng và bất lực. Sau khi Hoàng Văn Lãng giải quyết phe cánh cứng đầu của nhà họ Lục, chỗ đứng ở hương sơn cũng đã tương đối vững vàng, giờ đây lại có được sự ủng hộ của nhà họ Lôi, nhà họ Quý sẽ không đi ngược lại, mà nhà họ Hạ vốn có thù oán với bọn họ lại đang lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Điều này khiến những kẻ cố ý điều động Hoàng Văn Lãng đến Tương Sơn công tác, muốn làm khó ông ta, đều cảm thấy khó chịu muốn ói. Suy cho cùng, việc đưa Hoàng Văn Lãng đến Hương Sơn là một sự đề bạt đặc biệt, nhưng trên thực tế là muốn lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Hương Sơn bên này để trực tiếp chôn vùi con đường làm quan mấy chục năm sau này của ông Nha. Tuy nhiên, với những động thái của Tề Đằng Nhàn ở Hương Sơn, Hoàng Văn Lãng lại càng ngày càng đứng vững hơn. Tề Đằng Nhàn thấy thời gian cũng đã sắp hết, bèn chủ động đi tìm ông cụ Quý để uống một ly, sau đó nói với ông cụ Quý về nhà họ Trần ở Nam Dương. Trần thì ở Nam Dương à? Ông cụ Quý vừa nghe, con người đảo một cái, ý nghĩ đầu tiên là có chút phản kháng. Bởi vì, hướng gió hiện tại bên phía đế đô đang không ổn, tập đoàn Trần Thị đã bị đẩy vào trong phe phản diện, hợp tác với tập đoàn Trần Thị vào lúc này, không nghi ngờ gì cũng sẽ mang lại chút hận thù cho nhà họ Quý. Tề Đằng Nhàn cười nói, ông cụ Quý, Lôi Tiên Sinh cũng là người làm ăn, nhưng danh tiếng Lôi Tiên Sinh, cũng không phải là thứ mà một người làm ăn bình thường có thể đạt được. Ông cụ Quý nghe vậy không khỏi ngước mắt nhìn Tề Đằng Nhàn thật sâu, sau đó cười nói, vậy thì nhất định phải thắng mới được. Tề Đằng Hàn liền nói, tôi không biết làm thế nào để thua. Nhà họ Lôi ở Hương Sơn, nhắc đến Lôi Thiên Tứ, tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Còn khi đề cập đến nhà họ Quý, hầu hết mọi người sẽ phỉ nhổ một tiếng, sau đó sẽ mắng một câu, tư bản chó chết. Đây cũng chính là nút thắt vẫn luôn tồn tại trong lòng ông cụ Quý, tuy những năm gần đây ông ta đã cố gắng hết sức để khắc phục, nhưng một thứ như danh tiếng sao có thể dễ dàng khôi phục như vậy. Lời nói của Tề Đằng Nhàn đã chạm trúng chỗ đau của ông ta. Mặc dù việc thành lập liên minh với nhà họ Trần ở Nam Dương ít nhiều cũng sẽ mang đến một số rủi ro cho nhà họ Quý, nhưng cuối cùng nếu Tề Đằng Nhàn thực sự thành công, danh tiếng của nhà họ Quý chắc chắn sẽ được phục hồi. Vì vậy, ông cụ Quý trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu nói, cậu hãy bảo cô Trần đến đây nói chuyện với tôi. Nhà họ Quý chúng tôi gần đây cũng muốn đầu tư vào thị trường Nam Dương.
Tề Đằng Nhàn bèn gọi Trần Ngư đến đây, để cô ấy đàm phán với ông cụ Quý. Bạn trai, lát nữa anh đưa tôi về nhà có được không? Tôi cảm thấy hơi say rồi. Giang Khuynh Nguyệt hơi đỏ mặt nói với Tề Đằng Nhàn. Chị gái ơi, thứ chị vừa uống chỉ là nước trái cây thôi. Hơn nữa, tôi chỉ là bạn trai cũ của cô, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Tề Đằng Nhàn khinh thường nói. Khóe miệng của Giang Khuynh Nguyệt giật giật, cô ta giơ ngón tay cái lên với Tề Đằng Nhàn rồi nói. Được rồi, anh thật trâu bò. Tôi không có gì để nói, lát nữa tôi sẽ tự mình đi về. Tề Đằng Nhàn nói. Nếu cô muốn tôi đưa cô về nhà thì cứ trực tiếp bảo tôi đưa cô về nhà. Tôi không muốn cô muốn tôi đưa về nhà lại kiếm cớ như mình say rượu rồi bảo tôi đưa cô về nhà. Điều tôi muốn là cô chỉ cần nói thẳng với tôi rằng cô muốn tôi đưa cô về nhà nên muốn tôi đưa cô về nhà, cô hiểu chưa? Lòng trả thù của Tề Đằng Nhàn vẫn rất mạnh nên đã cải biên lại lời nói của Giang Khuynh Nguyệt ở bệnh viện lúc trước rồi trả lại cô ta. Giang Khuynh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Bị lời nói của hắn làm cho choáng váng. Tôi có nên hỏi lại anh một câu, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Giang Khuynh Nguyệt nắm chặt tay, nghiến răng nói. Này, Tề Đãng Nhàn không khỏi mỉm cười, choáng váng sao? Lúc đầu tôi cũng bị như vậy. Trên khuôn mặt của Giang Khuynh Nguyệt lộ vẻ khó chịu, Tề Đằng Nhàn lại nhẹ nhàng ôm cái eo nhỏ nhắn của cô ta rồi nói. Lát nữa tôi còn có chút việc, không có thời gian đưa cô trở về. Thời gian này cô cứ yên tâm quay chụp đi, hôm nào rảnh tôi sẽ hẹn cô, được không? Giang Khuynh Nguyệt vốn đang phụng phịu, nhưng sau khi nghe giọng nói hương sơn hài hước của hắn, khuôn mặt của cô ta lập tức lộ ra ý cười rồi nói, thời gian này tôi làm sao có thể an tâm mà quay phim chứ? Đạo diễn Từ thực sự rất nghiêm khắc, hơn nữa, yêu cầu đối với diễn viên của loại phim cổ trang này thực sự rất nghiêm ngặt. Mặc dù tôi đã từng học diễn xuất, nhưng sau này lại trở thành người mẫu. Có chút kinh nghiệm quay phim, nhưng dù sao hai người cũng khác nhau. Nếu không nghĩ tới việc phải tạo dựng tên tuổi ở Hương Sơn, tôi đã muốn bỏ cuộc rồi. Cũng may bộ phim gần đây đã gần như hoàn thành, hơn nữa sẽ sớm được phát sóng. Tôi thực sự rất mong chờ. Tôi không biết liệu mình có thể giành được giải thưởng đề cử nào cho bộ phim đầu tay của mình không. Anh nghĩ rằng tôi có cơ hội hay không? Bạch, ba, ba, ba. Tề Đằng Nhàn sững sờ, lại bắt đầu rồi, người phụ nữ xinh đẹp nhất Thượng Hải vốn vô cùng lạnh lùng lại biến thành một người nói nhiều. Sau khi nghe thấy những lời kia, hắn cảm thấy giọng nói của Giang Khuynh Nguyệt giống như của lão giáo hoàng kia. Giống ở chỗ khi lão giáo hoàng đọc kinh đều khiến cho người ta không muốn nghe nữa. Tề Đằng Nhàn vội vàng vươn tay ra nói, dừng lại. Em gái Cao Kiều à, dù sao thì cô cũng có hào quang là người phụ nữ xinh đẹp nhất Thượng Hải. Miệng của cô có thể ngừng làm nhảm như vậy nữa được không? Tôi quả thực nghi ngờ việc bố cô vào bệnh viện tâm thần do cái miệng của cô cứ lải nhải. Giang Khuynh Nguyệt không khỏi liếc mắt xem thường, sau đó cười lạnh, ông ta vào như thế nào? Trong lòng anh không biết gì hay sao? Tề Đằng Nhàn ngượng ngùng cười cười, đúng là lúc trước hắn hãm hại Giang Sơn Hải cũng có chút độc ác, tuy nhiên, những người giống như Giang Sơn Hải, làm việc không có điểm mấu chốt. Thủ đoạn âm hiểm độc ác, trái tim đã bị quyền lực ăn mòn đến mức đen kịt. Một chức vị đà chủ của một phân đà trong Long Môn có thể khiến người ta si mê đến mức độ này, có thể tưởng tượng được những thứ khác nổi tiếng hơn và mạnh mẽ hơn thì sẽ như thế nào. Khi Tề Đằng Nhàn nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình nên dừng lại, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể giao tiếp với Irena Zinva bằng ngôn ngữ Tuyết Quốc, nếu không có thể bị mời đi uống trà bất cứ lúc nào thì không tốt lắm. Sau khi cắt ngang những lời làm nhảm của em gái Cao Kiều, Tề Đãng thản nhiên để cô ta về nhà trước. Bữa tiệc cũng đã gần kết thúc, một số vị khách đã lần lượt rời đi. Giang Khuynh Nguyệt nói, mấy ngày nữa mẹ tôi sẽ từ Đức về, bà ấy muốn gặp anh, muốn cảm ơn anh thật tốt. Tề Đằng Nhàn nói, à, được, đương nhiên không thành vấn đề. Mẹ của Giang Khuynh Nguyệt tên là Lý Nguyệt Mai, bởi vì bị bệnh nên đã ra nước ngoài chữa bệnh, tuy nhiên. Giang Sơn Hải vì muốn bức bách Giang Khuynh Nguyệt phải nghe lời của mình, Giang Sơn Hải chưa bao giờ chữa bệnh tử tế cho Lý Nguyệt Mai, lấy chuyện này để áp chế Giang Khuynh Nguyệt. Tề Đằng Nhàn đã thông qua mối quan hệ của Gusinski để giúp Giang Khuynh Nguyệt giải quyết những lo lắng này, Lý Nguyệt Mai được điều trị tại Bệnh viện Liên kết Đại học Tự do ở thành phố Berlin của Đức, quá trình điều trị tiến triển nhanh chóng và hiệu quả trị liệu cũng rất tốt.
Tề Đằng Nhàn bèn tiễn Giang Khuynh Nguyệt đến cửa xe rồi để cô ta lên xe, sau đó vẫy tay chào tạm biệt cô ta. Em gái Cao Kiếu thực sự một cô gái ngốc nghếch và táo bạo, trước khi lên xe, cô ta còn tiến lại gần, xoay người rồi hôn một cái lên má Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn không khỏi cảm thấy khó chịu, chết tiệt, bị một người phụ nữ hôn lên mặt khiến người ta phải cúi xuống. Tính tổn thương không lớn nhưng tính sỉ nhục lại rất mạnh. Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc liệu sau này mình có phải kiếng chân để chơi bóng bàn với em gái Cao Kiều hay không. Tên khốn này, tức chết mất. Giang Thanh Nguyệt nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy Tề Đằng Nhàn sau khi cô ta rời đi lại lập tức lấy tay lau đi vết son môi trên mặt hắn. Sở dĩ Tề Đằng Nhàn muốn xóa sạch đương nhiên là vì cảnh giác, dù sao Dương Quan Quan vẫn còn ở trong nhà họ Quý, nếu để cho cô ấy nhìn thấy, tất nhiên sẽ không tránh khỏi một vòng địa ngục. Hôm qua cô ấy rất tức giận, hắn tốn rất nhiều công sức cuối cùng cũng dỗ được, nếu hôm nay xe bị lật thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Là một người đàn ông ấm áp có đủ tư cách, hắn không thể để cho bạn gái biết sự tồn tại của bạn gái cũ, huống hồ hắn vẫn còn vương vấn không dứt ra được. Sau khi chắc chắn đã lau sạch vết son môi do em gái Cao Kiều để lại, Tề Đằng Nhàn quay trở lại nhà họ Quý, sau đó nói với Dương Quan Quan một tiếng, nói rằng mình phải ra ngoài một chuyến. Anh đi đâu vậy? Dương Quan Quan đang trò chuyện với bạn mình hỏi. Đi bắt tà giáo Dracula, đúng lúc biết được địa phương ẩn trốn của bọn chúng. Tề Đằng Nhàn cười ác ý nói, Ngọc Tiểu Long đã điều động một đội đặc biệt đến bao vây nơi đó, tôi thấy bọn chúng có chạy đằng trời. Dương Quan Quan hừ một tiếng, sau đó nói, vậy anh đi trước. Tề Đằng Nhàn đoán chừng hôm nay Trần Ngư sẽ phải đàm phán với ông cụ Quý một lúc lâu, nên cũng không buồn đi tìm cô ấy nữa. Sau khi vội vã rời khỏi nhà Quý, hắn lập tức bấm số của Ngọc Tiểu Long. Không lâu sau, Ngọc Tiểu Long lái xe tới đón hắn. Sau khi lên xe, bọn họ đi thẳng đến một khu biệt thự nổi tiếng khác ở Hương Sơn, cư dân trong khu biệt thự này phần lớn là người nước ngoài. Ba tên tà giáo đồ Dracula đang ẩn náu ở đây với tư cách là doanh nhân nước ngoài. Sở dĩ Tề Đằng Nhàn có thể tìm được bọn họ là bởi vì khi giáo hoàng đi đến Hương Sơn, ba người này có chút thay đổi, bị Ngọc Tiểu Long phát hiện. Suy cho cùng, giáo hoàng cũng là người đứng đầu thế giới tôn giáo phương Tây, thậm chí sức ảnh hưởng đến thánh giáo ở phương Đông cũng khá lớn. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn với giáo hoàng ở vùng đất Hương Sơn này, sẽ không ai có thể gánh trách nhiệm được. Vì vậy, Ngọc Tiểu Long gánh vác trách nhiệm giám sát mọi động tĩnh ở Hương Sơn, không lâu sau khi giáo hoàng xuất hiện, cô mới phát hiện ra động tĩnh của ba tà giáo đồ Dracula. Tề Đằng Nhàn vốn muốn một lưới bắt hết những tên này, nhưng hắn nhớ lại việc giáo hoàng lừa gạt mình, hắn cảm thấy khá bất mãn, tại sao hắn lại phải tay đấm miễn phí cho lão giáo hoàng này. Sau đó, hắn liên lạc với Ngọc Tiểu Long, yêu cầu cô án binh bất động, chờ đến thời điểm thích hợp thì hành động. Ba tên dị đoan không hề nhận ra rằng mình đã bị bại lộ, bọn hắn chỉ tiếc là giáo hoàng đã rời khỏi Hương Sơn quá nhanh, khiến cho sát chiêu mà bọn hắn sắp xếp chưa kịp dùng đến. Cô đã phát hiện ra manh mối nào về ba tên dị đoan này chưa? Tề Đằng Nhàn hỏi. Anh xem thường bọn hắn, hay là anh đang xem thường tôi? Ngọc Tiểu Long thản nhiên hỏi, giữa đôi lông mày lộ vẻ hơi bất mãn. Tề Đằng Nhàn không khỏi cười ha hả rồi nói. Đừng đánh giá thấp những kẻ dị đoan này. Không biết bọn hắn đã thông qua phương pháp không xác định nào để đạt được một loại lực lượng mạnh mẽ. Loại lực lượng này không đến từ bản thân bọn hắn, mà có phần giống với nước thánh của thánh giáo chúng ta. Loại lực lượng mà bọn hắn có được giúp bọn hắn trở nên rất cường tráng và nhanh nhẹn, đồng thời có khả năng chống chịu các đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Ngọc Tiểu Long nghe xong ngẩn người, rồi trầm ngâm nói. Vậy anh có thể cân nhắc gửi đến Viện Khoa học Cát Thành miếng ra nghiên cứu một chút. Tề Đằng Nhàn dở khóc dở cười, hắn không ngờ cô lại có ý tưởng như vậy. Tuy nhiên, nhiều khả năng cũng khó nghiên cứu ra cái gì. Cũng giống như nước thánh, sau khi được rất nhiều chuyên gia phân tích và nghiên cứu, kết luận được đưa ra đó là nước khoáng. Ngọc Tiểu Long lại phủ định lời nói của mình. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã đến khu biệt thự nơi hầu hết người ngoại quốc đang sinh sống. Nhóm người dưới quyền của Ngọc Tiểu Long đều là tinh nhuệ được điều động từ thủ đô, chỉ có khoảng 20 người, nhưng đều là cường giả lấy một chọi 10. Ngọc Tiểu Long nói, hành động nhất định phải nhanh chóng, gọn lẹ. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người có sức ảnh hưởng lớn.
Nếu để bọn họ quay phim chúng ta dùng bạo lực đối với người nước ngoài, chắc chắn sẽ bị truyền thông nước ngoài phóng đại và tạo ra phản ứng dư luận rất tiêu cực đối với chúng ta. Tề Đằng Nhàn nghe xong bèn gật đầu nói, cũng được, mọi chuyện đều nghe lời cô quyết định. Ngọc Tiểu Long lập tức sắp xếp việc mỗi người phải làm, đồng thời mở bản vẽ thiết kế của biệt thự ra. Tổ 1, tổ 2 và tổ 3, phân biệt đột phá qua cửa lớn và cửa sổ hai bên hông. Sau khi vào biệt thự, tổ 1 lập tức khống chế các lối ra. Nghe nói thực lực cá nhân của ba tên tà giáo đồ này rất mạnh mẽ. Tổ 2, mấy người phụ trách kiềm chế bọn hắn. Người của tổ 3, chuẩn bị sẵn súng gây mê để bắt người. Ngọc Tiểu Long cẩn thận bố trí nhiệm vụ, trước tiên phân công nhiệm vụ của từng tổ một, sau đó phân phối nhiệm vụ cho từng người, giải thích cặn kẽ từng việc một để bọn họ nắm rõ. Tề Đằng Nhàn không khỏi âm thầm nể phục, quả thực là người có chuyên môn có khác, nếu là hắn, hắn chắc chắn sẽ không thể đưa ra những chiến thuật chính xác như vậy. Bắt đầu hành động, sau khi Ngọc Tiểu Long ra lệnh, hơn 20 tinh nhuệ trang bị hạng nặng đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lẻn ra xung quanh biệt thự. Tề Đằng Nhàn và Ngọc Tiểu Long đương nhiên cũng đi theo, thực lực cá nhân của bọn họ rất mạnh mẽ, đề phòng có bất ngờ gì, hai người bọn họ hợp tác, ba người kia có chạy đằng trời. Ba tên dị đoan đang uống cà phê trong phòng khách và nói về sự nghiệp vĩ đại lật đổ thánh giáo, nhân tiện bọn hắn cũng than thở, lão già giáo hoàng chó chết kia thật may mắn, không ngờ lại chạy trước. Đột nhiên, ba người không nói chuyện nữa, sau đó trên khuôn mặt của bọn hắn đồng thời lộ ra một chút lạnh lùng. Giây tiếp theo, tiếng phá cửa sổ và cửa ra vào đồng thời vang lên, một đám chiến sĩ tinh nhuệ trang bị súng thật đạn thật xông vào biệt thự. Ba tổ thi hành chiến thuật theo sự chỉ dẫn của Ngọc Tiểu Long, phản ứng của ba tên dị đoan cũng rất nhanh, sau khi bọn họ xông vào, bọn hắn đá một cước đá văng bàn trà ra xa, sau đó bắt đầu hung hãn tấn công. Nhưng 20 người này đều là tinh nhuệ hàng đầu, phản ứng cũng rất nhanh, ba tổ lập tức giơ súng bắt đầu bắn, tạo thành một lưới hỏa lực. Buộc ba người phải nhảy lên nhảy xuống né tránh khắp nơi. Người của tổ 1 khống chế chặt chẽ tất cả các lối ra, cùng với cầu thang dẫn lên tầng 2. Những người ở tổ 2 đều là những cao thủ võ thuật cận chiến, trong khi những người ở tổ 3 là những tay thiện xạ, cầm súng ẩn nấp. Ba người này, quả thực rất kỳ lạ, khí huyết trên người cũng không quá dồi dào, nhưng thân thủ lại mạnh mẽ nhanh nhẹn như vậy. Ngọc Tiểu Long nhíu mày nói với Tề Đằng Nhàn. Trước đây tôi đã từng chiến đấu với loại người này, khả năng chịu đòn của bọn hắn rất mạnh. Tề Đằng Nhàn cười cười, thoải mái nói. Với sự sắp xếp cẩn thận tinh vi như vậy, ba người này dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể trốn thoát. Ba tổ chiến sĩ trực tiếp khiến cho ba tên dị đoan luống cuống tay chân, tuy nhiên, ba người này phối hợp đã lần lượt hạ gục nhiều chiến sĩ, sau đó chuẩn bị phá vây xông ra. Nhưng đúng lúc này, Ngọc Tiểu Long đứng dậy. Dừng lại trước mặt một người, giơ tay tung chiêu thất tinh chủy của Thái Cực Quyền, hai cánh tay giơ lên lúc mềm như bông, khi hắn phát lực lại giống như sấm sét. Quyền thế kinh khủng giống như một cơn sóng thần. Nguy rồi, là Ngọc Tiểu Long của Hắc Long quân Trung Quốc. Một tên dị đoan không khỏi hét lên. Tề Đằng Nhàn nghe xong không khỏi cảm giác trong miệng mình đầy chanh, Ngọc Tiểu Long nổi tiếng như vậy, ngay cả những tên dị đoan này cũng biết. Trước khi hắn trở thành Tổng Giám Mục, sợ rằng trong mắt những tên dị đoan này, hắn chỉ là một kẻ vô danh mà thôi. Danh tiếng lớn cũng có chỗ ốt, Tề Đằng Nhàn suy nghĩ một chút, lại trở nên lạc quan, không biết mình đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, trên mặt tràn đầy ý cười. Có cường giả như Ngọc Tiểu Long giả tham chiến, ba tên dị đoan chẳng bao lâu sau không thể chịu đựng được nữa, bị binh lính vây quanh, bắn súng gây mê vào người khiến ba người lập tức ngã nhào xuống đất. Ngọc Tiểu Long tướng quân. Chúng tôi không có oán hận gì với cô, cũng chưa bao giờ làm điều gì uy hiếp đến an ninh quốc gia. Tại sao cô lại tấn công ba doanh nhân nước ngoài như chúng tôi? Một tên dị đoan nói. Các người dự định lúc giáo hoàng xuất hiện sẽ ám sát giáo hoàng, tôi đương nhiên sẽ bắt giữ anh. Vẻ mặt của Ngọc Tiểu Long không hề thay đổi đáp lại, nói tiếng nước ngoài rất lưu loát. Tề Đằng Nhàn cảm thấy nếu Ngọc Tiểu Long mặc bộ trang phục công sở đen trắng cổ điển, nói ngoại ngữ lưu loát như vậy. Lại có khí chất lạnh lùng, cao ngạo như vậy thì nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của vô số đàn ông. Ba tên dị đoan nghe xong không khỏi hét lên, các người có chứng cứ gì không? Cho chúng tôi xem. Ngọc Tiểu Long không thèm giải thích,
trực tiếp vung tay lên, yêu cầu cấp dưới áp giải ba tên dị đoan rời khỏi biệt thự. Nhưng động tĩnh mà bọn họ gây ra rốt cuộc vẫn quá lớn, kinh động đến những người sống xung quanh, tất cả đều chạy ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy một nhóm binh lính tinh nhuệ áp giải ba tên dị đoan đi ra khỏi biệt thự, những người nước ngoài này không khỏi hét lên. Điều khiến cho Ngọc Tiểu Long lo lắng quả thực đã xảy ra, việc bắt giữ ba tên dị đoan này đã khiến cho các thương nhân nước ngoài trong khu biệt thự cảm thấy kinh hãi. Những doanh nhân nước ngoài đến đây đều có uy tín và nổi tiếng ở quốc gia của họ. Đất nước dã man này thật thô lỗ, không ngờ lại dùng bạo lực để đối phó và nhắm vào ba doanh nhân nước ngoài tuân thủ pháp luật như chúng tôi. Mọi người, chúng ta nhất định phải vạch trần họ trên mạng xã hội. Một tên dị đoan lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, đám người vây xem đều không khỏi tức giận, hợp thành một đội ngũ, trực tiếp chặn đường của Ngọc Tiểu Long. Bọn họ lập tức chỉ trích Ngọc Tiểu Long kiêu ngạo và vô lý, không ngờ lại dùng phương thức như vậy đối xử với thương nhân nước ngoài, thực sự không tốt chút nào, phải cho bọn họ một lời giải thích. Sắc mặt của Ngọc Tiểu Long tối sầm lại, người của cô kiên nhẫn giải thích mấy câu, nhưng mọi người không những không chịu nghe mà còn tố cáo bọn họ không tôn trọng nhân quyền, lạm dụng bạo lực. Lúc này Tề Đằng Nhàn mới đứng dậy, lạnh lùng nói, Thánh giáo chúng ta ủy thác cho quân đội Trung Quốc bắt giữ những kẻ dị đoan. Các người cố ý cản trở đúng không? Một vị tổng giám mục của khu phía nam như Tề Đằng Nhàn đứng ra, rất có trọng lượng. Những người có quyền lực ở Trung Quốc này có thể không coi trọng hắn, nhưng những người ngoại quốc này không thể không coi trọng hắn. Suy cho cùng, hầu hết các nước phương Tây đều tin ngưỡng Thánh giáo. Việc bắt giữ những kẻ dị đoan không phải do thần thánh kỵ sĩ đoàn thực hiện hay sao? Tại sao việc này lại do quân đội Trung Quốc thực hiện? Một người nước ngoài lớn tiếng hỏi. Tề Đằng Nhàn cũng lười nhiều lời với gã, lạnh lùng nói, cho tôi biết tên của anh. Tôi muốn biết ai đang giải vây cho ba tên dị đoan này. Những lời này khiến cho sắc mặt của người nước ngoài kia trở nên tái nhợt, không dám nói thêm gì nữa. Nếu bị chụp mũ là dị đoan, không ai có thể chịu nổi. Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói, ba tên dị đoan này mấy ngày trước đã lên kế hoạch ám sát giáo hoàng. Hôm nay tôi yêu cầu phía chính quyền phối hợp bắt giữ bọn hắn. Các người có vấn đề gì thắc mắc hay sao? Hắn nhìn quanh đám người một lượt rồi nói, nếu có người dám chặn đường lần nữa, tôi đây không thể không nghi ngờ người đó muốn bảo vệ ba tên dị đoan này, chống lại thánh giáo chúng ta. Nhóm người nước ngoài nghe thấy những lời này đều lặng im không một tiếng động. Đi thôi, Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói. Ngọc Tiểu Long nhìn thấy hắn đã áp chế được những người nước ngoài này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó phất tay dẫn đội rời đi. Ngọc Tiểu Long cười nói, tôi quên mất thân phận phi phàm của anh, có thể làm cho những người nước ngoài này ngoan ngoãn nghe lời. Xem ra lo lắng lúc trước là không cần thiết. Tề Đằng Nhàn thản nhiên nói. Những người nước ngoài này thích bắt nạt kẻ yếu và thích gây rắc rối. Tuy nhiên, nếu sự việc liên quan đến bọn họ sẽ không sẵn lòng ra mặt. Ngọc Tiểu Long khẽ gật đầu nói, cũng có một số người rất thành công, khiến cho những người nước ngoài này cảm thấy mình tài trí hơn những người khác, làm bọn họ cảm thấy mình là người có đặc quyền, được ưu tiên ở nước ta. Ba tên dị đoan được đưa thẳng đến một bộ phận hoạt động bí mật. Ba người bị trói vào ghế và ngồi cạnh nhau. Vì chuyện này mà các người sẽ gặp rắc rối lớn. Chúng tôi là những doanh nhân trung thực, không phải những kẻ dị đoan. Bọn hắn vẫn đang bào chữa cho mình, lớn tiếng nói. Tề Đằng Nhàn cũng không kiên nhẫn nữa, trực tiếp lấy ra quyền trượng tổng giám mục của mình, mỉm cười với ba người rồi nói, tôi cần các người làm giúp tôi một việc, người đồng ý có thể sống. Không muốn giúp thì sẽ chết trong tay tôi. Khi ba người nhìn thấy quyền trượng trong tay Tề Đằng Nhàn, sắc mặt không khỏi trắng bệch, lộ ra chút hoảng sợ. Tề Đằng Nhàn với nụ cười trên môi hỏi, có ai sẵn lòng phối hợp với tôi không? Dị đoan bên trái đột nhiên giận dữ hét lên, muốn tao hợp tác với tay sai của Thánh giáo. Cứ nằm mơ đi, thần Dracula nhất định sẽ trừng phạt mày. Tề Đằng Nhàn thản nhiên nói, xem ra anh không muốn hợp tác. Hừ, dị nhân hừ lạnh một tiếng. Tề Đằng Nhàn mỉm cười. Giơ quyền trượng trong tay lên, vẻ mặt đột nhiên trở nên hung ác, đập xuống đầu gã ta, gầm lên, Avada Kedavra. Phanh. Chỉ một đòn, đầu của tên dị đoan vỡ ra, máu từ trên trán chảy xuôi xuống dưới.
Này thì, Tề Đằng Nhàn thấy đầu gã ta vẫn chưa vỡ tung, hắn không khỏi cảm thấy khó chịu, tiếp tục đập xuống hai lần liên tiếp. Sau đó, hộp sọ vỡ nát, thân thể của tên dị đoan nghiêng đi, kéo theo cả chiếc ghế ngã xuống đất, thân thể gã ta co giật mấy cái rồi không cử động nữa. Hai tên dị đoan còn lại nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đều trắng bệch, liếc nhìn lẫn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi và ngạc nhiên trong mắt nhau. Tại sao vị tổng giám mục này lại có tính tình táo bạo đến thế? Tề Đằng Nhàn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía tên dị đoan thứ hai rồi nói, còn anh có sẵn lòng hợp tác không? Tên dị đoan sửng sốt một lúc, vừa định nói gì thì Tề Đằng Nhàn lại dùng gậy đánh gã ta. Thoạt nhìn có vẻ anh không muốn hợp tác phải không? Kedavra, Avada Kedavra, hắn liên tục vung tay, đập xuống ba cái, tên dị đoan ngã xuống đất, hộp sọ vỡ nát. Sau đó, trên chiếc quyền trượng không rõ được làm bằng chất liệu gì trong tay Tề Đăng Tiên dính đầy máu và não, trông vô cùng ghê tởm. Vẻ dữ tợn trên khuôn mặt của hắn đột nhiên thu liễm lại, hắn quay đầu nhìn về phía tên dị đoan cuối cùng, nở nụ cười nói, còn anh có chịu hợp tác không? Tôi hợp tác, tên dị đoan hét lên, dục vọng muốn sống sót rất mãnh liệt. Gã ta thậm chí còn hét lên ba lần liên tiếp, dường như muốn ngăn Tề Đằng Nhàn ba lần lấy mạng. Tề Đằng Nhàn nghe xong lập tức hài lòng nói, ô, anh bằng lòng hợp tác với tôi. Thật tuyệt vời, điều này có nghĩa là anh còn có lương tâm, nguyện ý tiếp nhận cứu vớt. Tên dị đoan toàn thân run rẩy, cơ mặt méo mó, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cảnh tượng hai tên đồng bọn vỡ nát đầu mất mạng ngã xuống đất thật sự quá đáng sợ. Vị tổng giám mục của thánh giáo này là cái quái gì vậy? Rõ ràng là một tên ác ma điên cuồng, Hannibal trong chiếc áo choàng lớn màu đỏ. Như vậy, anh nên phối hợp với công việc của tôi như thế nào? Tề Đằng Nhàn trầm tư hỏi, hắn lắc lắc chiếc quyền trượng trong tay, chậm rãi nói. Tổng giám mục Tề nói cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Chỉ cần ngài tha mạng cho tôi, tên dị đoan lộ vẻ mặt kinh hoàng nói, gã ta sợ rằng mình trả lời chậm một giây sẽ bị đánh vỡ đầu. Nghe vậy, Tề Đằng Nhàn lập tức hài lòng rồi mỉm cười nói, như vậy rất tốt. Tôi sẽ không cần phải dùng Avada Kedavra của mình để tiếp đón anh nữa. Tên dị đoan nghĩ thầm trong lòng, Avada Kedavra là cái quái gì vậy? Rõ ràng là đòn tấn công vật lý, rõ ràng giống như một chiến binh, nhưng lại giả vờ là một pháp sư. Ngọc Tiểu Long đi vào, cô không khỏi sững sờ, chỉ trong nháy mắt mà trong ba tên dị đoan đã có hai người bị đánh chết. Người còn lại bị dọa đến mức sợ chết khiếp. Mang đi cắt miếng để nghiên cứu đi, không cần khách khí, Tề Đằng Nhàn phất phất tay với Ngọc Tiểu Long, chỉ vào hai tên dị đoan đang nằm trên mặt đất. Tên dị đoan còn sống sót không khỏi run rẩy, bày tỏ sự bi ai với hai tên đồng bọn, thật đáng thương, đầu đã bị vỡ nát, còn bị kéo đi để xẻ thịt nghiên cứu. Gã ta nhìn Tề Đằng Nhàn, nơm nớp lo sợ hỏi, tôi chỉ cần hợp tác là có thể sống sót, phải không? Tề Đằng Nhàn nói, đương nhiên, chỉ cần trong lòng có sám hối, người đó chính là cừu non chờ được giải cứu. Thánh chủ nhân từ, Amen. Tên dị đoan cũng run giọng nói theo, Amen. Khi Ngọc Tiểu Long nhìn thấy người sống sót cuối cùng hét lên Amen, cô không khỏi dở khóc dở cười, quả thực phải rất hung ác mới hù dọa một đứa trẻ thành như vậy. Vậy anh nhất định phải nghe theo lời của tôi, nghiêm túc phối hợp với tôi, nếu không, chỉ trong chốc lát anh sẽ đi cùng hai đồng bọn. Tề Đằng Nhàn cười nói. Tên dị đoan lộ vẻ mặt hoảng sợ gật đầu, sau đó nhìn thấy Tề Đằng Nhàn lấy ra một bức ảnh từ trong ngực. Tề Đằng Nhàn đặt bức ảnh trước mặt gã ta rồi nói, hãy nhớ kỹ, người này là đồng bọn hợp tác với tà giáo Dracula của anh. Người trong ảnh rõ ràng là Bùi Bất Khí, người vừa bị Tề Đằng Nhàn tát mạnh đến nỗi cặp kính gọng vàng của anh ta bị gãy. Tên dị đoan vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, anh ta là đồng bọn hợp tác với tà giáo Dracula chúng ta. Tề Đằng Nhàn nói, tôi biết người phương Tây các anh không nhìn quen người Trung Quốc. Vì vậy anh phải nhận biết rõ cho tôi. Nói xong, hắn lấy ra vài tấm ảnh khác nhau rồi xáo trộn chúng, một trong số đó là của Bùi Bất Khí. Sau đó, 5 tấm ảnh lần lượt được trải ra trước mặt tên dị đoan. Nào, nhận diện đi, Tề Đằng Nhàn cười nói. Chuyện này, tên dị đoan do dự một chút,
sau đó chỉ vào một tấm ảnh. Tề Đằng Nhàn vỗ một cái vào gáy gã ta, lạnh lùng nói, nhìn thật rõ cho ông đây, nếu còn phạm sai lầm một lần nữa, tôi sẽ đập nát đầu chó của anh, có hiểu không? Tên dị đoan run rẩy, sau đó sợ hãi nói, tôi muốn hỏi một vấn đề. Tề Đằng Nhàn nói, hả? Anh thật sự là tổng giám mục của thánh giáo hay sao? Tên dị đoan này chỉ cảm thấy hành vi của đối phương không khác gì phần tử khủng bố, gã ta có phần không tin vào trí nhớ của mình. Tề Đằng Nhàn không khỏi cười ha hả rồi hỏi, anh cũng muốn nếm thử cảm giác của Avada Kedavra của tôi à? Sắc mặt tên dị đoan cứng đờ, vội vàng nói, được rồi, cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định có thể nhận diện đúng người. Tề Đằng Nhàn đưa bức ảnh của Bùi Bất Khí cho gã ta, để cho gã ta nhìn kỹ trong 2-3 phút, sau khi nhớ kỹ các đặc điểm ngoại hình khác nhau, hắn lấy lại rồi đưa cho gã ta một bộ ảnh mới, trong đó có hai người có ngoại hình tương tự như Bùi Bất Khí. Vậy người mà tôi vừa bảo anh nhận diện là ai? Tề Đằng Nhàn hỏi. Là anh ta, tên dị đoạn trực tiếp chọn ra tấm ảnh của Bùi Bất Khí từ trong mấy tấm ảnh. Sau khi Tề Đằng Nhàn kiểm tra, hắn hài lòng gật đầu, xem ra đối phương đã nhớ kỹ Bùi Bất Khí. Hắn mỉm cười nói, người đàn ông này tên là Bùi Bất Khí. Anh ta là cậu chủ của Thương hội Hoa Minh ở Nam Dương. Anh ta có địa vị rất cao. Anh cảm thấy vì sao anh ta phải tạo mối quan hệ với tà giáo Dracula các người. Ngọc Tiểu Long khoanh tay đứng dựa vào tường, nhìn Tề Đằng Nhàn dẫn dắt tên dị đoan này, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Con mẹ nó, tổng giám mục của thánh giáo ở khu vực phía nam, không ngờ lại ở chỗ này dạy dỗ một tên dị đoan làm sao có thể lừa gạt người khác. Thật hài hước. Tên dị đoan tỏ vẻ bối rối rồi nói, tại sao cậu chủ của Thương hội Hoa Minh lại có mối quan hệ với tà giáo Dracula? Tề Đằng Nhàn trợn to hai mắt, tức giận nói, tôi hỏi anh, không phải anh hỏi lại tôi. Nói xong, hắn lại vỗ vào gáy tên dị đoan. Tên dị đoan bị hắn đánh đến mức hai mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi, khả năng chịu đòn của bọn hắn thực sự rất mạnh, nếu là người bình thường bị Tề Đằng Nhàn đánh như thế này, cho dù não không bị nổ tung thì cũng sẽ bị chấn động não, hoặc bị chấn thương sọ não. Tôi không biết, tên dị đoan bất mãn nói, trong lòng có chút buồn bực. Với chỉ số IQ như thế này mà còn dám chống đối thánh giáo. Tề Đằng Nhàn bất mãn nói, lại tát gã ta một cái nữa. Tên dị đoan thiếu chút nữa bật khóc, gã ta cảm thấy vị tổng giám mục của thánh giáo này còn quanh co hơn gấp vạn lần so với thần Dracula. Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói, có phải một thánh đường Avada hiện đang được xây dựng ở Nam Dương không? Hơn nữa, đối ngoại còn tuyên bố nó là giáo đường lớn nhất và huy hoàng nhất của thánh giáo trong toàn bộ khu vực phía Nam. Tên dị đoan gật đầu liên tục, đúng vậy. Tề Đằng Nhàn nói, sau khi giáo đường này được xây dựng, có phải nó sẽ mở rộng tín ngưỡng của thánh giáo, ảnh hưởng đến nhiều người dân bình thường đúng không? Tên dị đoan nói, đúng vậy. Đúng vậy. Tề Đằng Nhàn thản nhiên nói, nếu mọi người đều tin vào thánh giáo, vậy chẳng phải đều là tín đồ của giáo hoàng đúng không? Hơn nữa, sức ảnh hưởng của tôi ở Nam Dương sẽ tăng lên nhiều lần. Đúng, đúng, tên dị đoan nhanh chóng đồng ý. Tôi và nhà họ Trần ở Nam Dương có mối quan hệ tốt như vậy. Nếu sức ảnh hưởng của tôi ở Nam Dương càng ngày càng lớn, có phải địa vị của nhà họ Trần cũng được củng cố đúng không? Tề Đằng Nhàn hỏi. Đúng vậy, rất chính xác, thưa Đức Tổng Giám Mục. Tên dị đoan liên tục đồng ý. Cho nên, Thương hội Hoa Minh với tư cách là một thế lực thù địch, các người có cảm thấy chuyện này không tốt cho bọn họ hay không? Vì vậy, lựa chọn hợp tác với tà giáo Dracula của các người để đối phó với tôi và lên kế hoạch phá hủy thánh đường Avada có hợp lý không? Tề Đằng Nhàn kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, dẫn dắt đến tận bước cuối cùng. Đúng vậy, người của Thương hội Hoa Minh thật xấu xa, vì muốn phá hủy giáo đường Avada và lay chuyển sức ảnh hưởng của thánh giáo ở Nam Dương, cho nên. Tên dị đoan vội vàng nói. Tề Đằng Nhàn lại tát một cái, lạnh lùng nói, mẹ nó đúng là một thằng ngốc. Sở dĩ Thương hội Hoa Minh hợp tác với tà giáo Dracula của anh là vì bọn họ lo lắng tôi sẽ có sức ảnh hưởng quá lớn ở Nam Dương, sẽ trợ giúp nhà họ Trần lay chuyển địa vị của bọn họ, đã hiểu chưa? Tên dị đoan bị đánh đến mức hoài nghi cuộc sống,
Gã ta chậm rãi gật đầu nói, tôi hiểu. Thương hội Hoa Minh lo lắng rằng Đức Tổng Giám Mục sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở Nam Dương, mà ngài lại có một mối quan hệ rất tốt với nhà họ Trần, cho nên Thương hội Hoa Minh cảm nhận được một ít nguy cơ. Tề Đằng Nhàn thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng cũng dẫn dắt xong. Được rồi, anh thử nói xem, làm sao anh quen biết Bùi Bất Khí, cậu chủ của Thương hội Hoa Minh. Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói. Ngài Tổng Giám Mục, ngài vừa cho tôi xem ảnh của anh ta. Tên dị đoan bị đánh đến ngốc, mở miệng nói. Tĩnh mạch trên trán Tề Đằng Nhàn giật giật, sau đó hắn mỉm cười dùng quyền trượng gõ lên bàn nói, có thể nói cho tôi biết được không? Tên dị đoan sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh, tỉnh táo lại, vội vàng nói, đó là vì Thương hội Hoa Minh lo lắng rằng Tổng Giám Mục sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn ở Nam Dương, mà Tổng Giám Mục có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Trần cho nên bọn họ cảm thấy nguy cơ. Gân xanh trên trán Tề Đằng Nhàn lại giật giật, nếu không phải gã ta là người cuối cùng sống sót, hắn thực sự muốn đập quyền trượng xuống. Thấy sắc mặt của Tề Đằng Nhàn không đúng, tên dị đoan vội vàng nói, a, cậu chủ Bùi Bất Khí của Thương hội Hoa Minh chủ động tìm đến tà giáo Dracula chúng ta, khẩn cầu chúng ta hợp tác với anh ta, đối phó với Tổng Giám Mục ngài, nhân tiện phá hủy giáo đường Avada ở Nam Dương. Trên khuôn mặt của Tề Đằng Nhàn cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng, nói, nếu anh còn nói sai, quyền trượng của tôi có thể đã rơi xuống. Tên dị đoan này không khỏi dùng mình. Được rồi, tôi đi liên lạc với Rob Ben, gọi anh ta đến đây. Tề Đằng Nhàn đứng dậy nói. Ngọc Tiểu Long nói, anh lợi dụng quyền lực của thánh giáo như vậy, hình như có chút không tốt lắm. Tề Đằng Nhàn thản nhiên nói, có gì không tốt. Cô cũng nghe thấy rồi, Thương hội Hoa Minh hợp tác với dị đoan. Chấm. Ngọc Tiểu Long trầm mặc nhìn hắn một lúc lâu, thật sự bội phục ra mặt dày của hắn, cái gì cũng có thể nói được. Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn là một tổ chức do Thánh giáo thành lập, chuyên môn đối phó với dị đoan, mỗi một kỵ sĩ trong đó đều được lựa chọn cẩn thận, không hề quá lời khi nói rằng ngàn dặm mới tìm được một người. Bệ hạ tôn kính, đội trưởng Rob Ben muốn gặp ngài. Trợ lý gõ cửa phòng giáo hoàng, thấp giọng nói. Để anh ta vào đi. Giáo hoàng đang ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, mặc áo bào trắng, toàn thân toát ra vẻ thánh thiện, như đang tắm trong ánh sáng. Sau khi Rob Ben tiến vào, một tay đặt lên ngực hành lễ, chậm rãi nói, bệ hạ tôn kính. Giáo hoàng mỉm cười nói, Rob Ben, không phải con đang huấn luyện cho mọi người hay sao? Sao con lại chạy đến tòa thánh vào lúc này? Rob Ben nói, bệ hạ, vừa rồi Avada. Tổng giám mục Tề Đằng Nhàn gọi điện tới, nói anh ta đã bắt được dị đoan của tà giáo Dracula, hơn nữa còn tra khảo ra một bí mật rất quan trọng. Giáo hoàng sửng sốt nói, ồ, Tề Đằng Nhàn tổng giám mục rất có năng lực đấy, ta để anh ta gia nhập thánh giáo cũng không phải là vô ích. Tất nhiên, càng không uổng phí tinh thần của thẩm phán Samson trên người anh ta. Rob Ben nói, cho nên, xem ra tôi nên lập tức trở về Hương Sơn một chuyến. Đối với những kẻ dị đoan, chỉ cần trực tiếp đưa chúng đến thánh chủ để thẩm tra và phán quyết là được. Giáo hoàng bình tĩnh nói. Anh ta nói rằng vấn đề liên quan đến giáo đường Avada ở Nam Dương và phải được xử lý một cách thận trọng. Rob Ben nói. Giáo hoàng nghe thấy điều này, ông ta lập tức mất bình tĩnh và hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Rob Ben nói, tên dị đoan kia nói rằng gã ta cấu kết với Thương hội Hoa Minh. Âm mưu phá hủy giáo đường Avada đang xây dựng để ngăn cản phước lành của thánh chủ truyền bá ở Nam Dương. Ánh mắt của giáo hoàng trở nên lạnh lùng, Thương hội Hoa Minh. Ông ta nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ râu hoa dâm của mình, biết rằng Tề Đằng Nhàn nhất định lại muốn mượn cờ của thánh giáo để dẫm đạp lên người khác. Anh ta có bằng chứng không? Giáo hoàng hỏi. Có, hiện tại anh ta đã bắt được tên dị đoan kia, hơn nữa còn có một chồng ảnh do người khác chụp. Có người đã âm thầm theo dõi hành động của anh ta. Rob Ben trầm giọng nói. Giáo hoàng nói, ô, có bằng chứng. Vậy không có việc gì, anh đi đi. Rob Ben đặt một tay lên ngực, cúi đầu nói, cho phép tôi cáo lui. Đợi sau khi Rob Ben rời đi, giáo hoàng không khỏi lắc đầu, nhưng ông ta cũng cảm thấy không sao, dù sao trong tay Tề Đằng Nhàn có bằng chứng. Hơn nữa, tên dị đoan kia cũng bị hắn hàng phục. Cho dù làm sự việc ồn ào hơn nữa,
nếu bị kiện lên tòa án thì thánh giáo cũng sẽ không rơi vào thế yếu. Quên đi, không cần để ý. Giáo hoàng cũng lười suy nghĩ nữa, bắt đầu nhàn nhã đọc sách. Không lâu sau, Robben cùng với hai thần thánh kỵ sĩ lên máy bay, một lần nữa đi đến Hương Sơn. Ở bên này, Tề Đằng Nhàn đã yêu cầu Ngọc Tiểu Long tạm thời giam giữ tên còn sống sót của tà giáo Dracula, hai thi thể còn lại được trực tiếp vận chuyển đến viện nghiên cứu để làm tiêu bản nghiên cứu. Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói với Tề Đằng Nhàn, anh cảm thấy việc này thật sự có thể làm như vậy hay sao? Đừng có lúc nào cũng mượn thánh giáo làm đao, cẩn thận giáo hoàng khó chịu với anh. Tề Đằng Nhàn thản nhiên nói, giáo hoàng biết ai có ích, ai vô dụng với ông ta. Nếu tôi không mang lại cho ông ta lợi ích to lớn như vậy, ông ta đã bỏ rơi tôi từ lâu, nhưng tôi có thể cho ông ta rất nhiều thứ. Cho nên, ông ta vẫn phải giúp đỡ tôi. Ngọc Tiểu Long nói, ồ. Tề Đằng Nhàn nói, tính xem lợi nhuận 10% một năm của tàu thuyền Lôi Thị là bao nhiêu. Cô nghĩ lại xem, nếu tôi xây xong giáo đường, tôi sẽ mang lại cho ông ta bao nhiêu tín đồ. Chỉ cần là tín đồ của thánh giáo, đó đều là tài nguyên và mối quan hệ của ông ta. Ngọc Tiểu Long suy nghĩ một chút, quả thực là vậy, với ảnh hưởng của nhà họ Trần cùng với mối quan hệ giữa Tề Đằng Nhàn và nhà họ Trần, lấy Nam Dương làm cứ điểm phát triển thánh giáo quả thực tương đối dễ dàng và khả quan. Chức tổng giám mục này của Tề Đằng Nhàn không phải là phong bừa, mặc dù đã tiêu tốn 6 tỷ mét khối vàng nhưng giáo hoàng cũng từng nghiêm túc cân nhắc xem việc hắn gia nhập thánh giáo có thích hợp hay không, sau khi gia nhập thánh giáo sẽ trao cho chức vụ gì. Cô thầm thở dài trong lòng, dường như trên đời này không có vùng tịnh thổ nào không có âm mưu, cho dù ở trong thánh giáo cũng anh lừa tôi gạt, lão giáo hoàng cực kỳ xảo quyệt. Chỉ cần tôi không làm gì quá đáng. Hơn nữa mỗi một lần mượn lực lượng của thánh giáo đều có cớ, có thể giải thích được. Lão giáo hoàng kia, lão bệ hạ sẽ không quản chút việc nhỏ đấy của tôi đâu. Tề Đằng Nhàn cười nói. Hắn hiểu rất rõ địa vị của mình trong thánh giáo hoàng đã sắp xếp cho hắn làm tổng giám mục khu vực phía nam, hơn nữa còn là tổng giám mục người Trung Quốc duy nhất trong lịch sử của thánh giáo, cũng không phải vì nhìn vào 6 tỷ mét khối vàng kia mà an bài một cách tùy tiện. Mà là đã tính toán kỹ lưỡng từ lâu. Suy cho cùng, lão giáo hoàng là người suốt ngày tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia, những người đó đều là những nhân vật hàng đầu với trí tuệ phi thường và kỹ năng phi thường, làm sao ông ta có thể là một người đơn giản được. Ngọc Tiểu Long không khỏi giơ ngón tay cái lên nói, nhưng anh đang vu cáo. Tề Đằng Nhàn nói, cái gì là vu cáo? Những tên dị đoan của tà giáo Dracula đều thừa nhận rằng Thương hội Hoa Minh đã cấu kết với bọn hắn. Hơn nữa, Thương hội Hoa Minh đã cử người chụp nhiều bức ảnh của tôi như vậy, đây không phải một âm mưu gây rối hay sao? Những bức ảnh của Tề Đằng Nhàn do Thương hội Hoa Minh chụp ban đầu được dùng để đốt sân sau của hắn, nhưng bây giờ chúng lại trở thành bằng chứng không thể chối cãi để Đức Tổng Giám Mục Tề Đằng Nhàn trả đũa. Thằng nhóc Bùi Bất Khí này muốn cướp cá của tôi. Còn đốt lửa sân sau của tôi phải chơi chết thằng đó. Cho dù lần này thằng đó không chết cũng phải bị lột một lớp da. Tề Đằng Nhàn cười lạnh trong lòng. Dù sao Thương hội Hoa Minh có nguồn lực tài chính rất mạnh, lần này nhiều nhất có thể dạy cho bọn hắn một bài học, muốn dùng một gậy đánh chết bọn hắn là không thể nào. Giáo hoàng sẽ không dễ dàng tha thứ nếu Tề Đằng Nhàn làm như vậy, lại càng không để cho người của thánh giáo hợp tác với hắn làm như vậy. Nói cách khác, không thể để cho thánh giáo có vẻ quá bá đạo, như thế sẽ phản tác dụng. Cùng lắm là để cho Thương hội Hoa Minh đổ ít máu, sau đó thấy tình huống đã đạt đến mục đích thì sẽ ra lệnh cho Tề Đằng Nhàn thu tay lại. Tề Đằng Nhàn vui vẻ rời khỏi chỗ Ngọc Tiểu Long, tình cờ nhìn thấy Dương Quan Quan vừa trở về ở cửa. Mọi chuyện xử lý xong chưa? Dương Quan Quan không khỏi cười hỏi. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Đừng lo lắng. Tề Đằng Nhàn nói, sau đó vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của thư ký Dương. Dương Quan Quan nói, xem ra lại có người lại gặp xui xẻo. Tề Đằng Nhàn chỉ cười ha hả, sau khi về đến nhà bèn đi thẳng đến chỗ Tham Lang và hỏi thăm mọi chuyện thế nào. Tham Lang nói, tôi không liên lạc được, dù sao cũng đã lâu rồi tôi không liên lạc với bọn họ. Tề Đằng Nhàn nhíu mày. Cười nói, anh đang giở trò hay sao? Nắm đấm to như bao cát này, anh có muốn thử không?
Tham Lam nhìn thấy hắn giơ nắm đấm lên, không khỏi run lên, nói, nhị đương gia, tôi thật sự không lừa ngài. Tôi thật sự không liên lạc được, tôi cũng không giở thủ đoạn gì cả, nếu ngài không tin thì tôi có thể làm trước mặt ngài, ngài tự mình xem. Tề Đằng Nhàn gật đầu và nói, được rồi. Vậy anh tiếp tục liên lạc đi. Tham Lam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai có thể anh phải gọi tôi là Thường Uy. Tề Đằng Nhàn không khỏi mỉm cười sau khi trở lại chiếc giường thoải mái và ấm áp của Dương Quan Quan. Hả, tại sao? Dương Quan Quan sửng sốt, không hiểu gì cả. Bởi vì tôi muốn đánh Lai Phúc, Tề Đằng Nhàn cười lạnh nói. Dương Quan Quan lại ngẩn người, Thường Uy đánh Lai Phúc. Được rồi, Lai Phúc là ai? Như người ta thường nói, không nhìn thấy thì đừng nghe thấy. Nếu cảm thấy nguy hiểm thì hãy tránh xa. Cao thủ đạt đến cấp bậc đánh vỡ hư không, thấy rằng thần không tệ, hiểu được tâm trí và bản chất của mình, và việc tu hành tâm linh giống như một vị chân nhân của đạo gia, một vị Phật Đà của Phật giáo. Thân là một người tập võ có đủ tư cách, Tham Lang đương nhiên rất quen thuộc với cảnh giới này, cho nên anh ta đương nhiên không dám có chút ác ý nào đối với Tề Đằng Nhàn. Đồng thời, anh ta cũng cảnh báo những người có liên quan đến mình không được có thái độ thù địch với người này. Đêm khuya, lúc rạng sáng, hai bóng người lặng yên không một tiếng động tiếp cận biệt thự của Dương Quan Quan. Cửa sổ trong phòng của Tham Lang không đóng, hai bóng người vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn, khéo léo chui qua cửa sổ, lẻn vào phòng Tham Lang. Lúc này, Tham Lang đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, cái chân còn lại duỗi ra, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay kia cầm điếu xì gà, dáng vẻ giống như một ông chủ lớn. Đại ca! Sau khi hai bóng người tiến vào phòng, bọn họ nhìn thấy Tham Lang đang ngồi trên ghế sofa, lập tức vui mừng hạ thấp giọng nói kêu lên. Trên khuôn mặt của Tham Lang cũng nở một nụ cười tươi, chậm rãi nói, các người đã đến rồi. Trong hai người của tổ chức quần lang này, có một người phụ nữ tóc ngắn chính là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Kamiyama Yui, người còn lại cũng là một người phụ nữ, khí chất lạnh lùng cao ngạo không kém gì người phụ nữ tóc ngắn. Đại ca, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Cô gái tóc ngắn không khỏi nức nở nói, nước mắt trong nháy mắt tràn ngập trong khóe mắt. Đại ca, chúng em đều rất nhớ anh. Một người phụ nữ khác cũng không khỏi xúc động nói. Tham Lang cười ha hả, uống hết rượu vang đỏ trong ly, bình tĩnh nói, mấy ngày này, để tránh né sự đuổi giết của một số thế lực, tôi không thể không ẩn trốn vào trong nhà tù này. Thực ra, chỉ cần tôi muốn, rời khỏi nhà tù này chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản mà thôi. Hồng Lang, còn cả Tuyết Lang, hai người đã vất vả rồi. Không ngờ trong những ngày tôi tị nạn, hai người lại chăm chỉ điều hành tổ chức như vậy, cho toàn bộ thế giới nhìn thấy phong thái của tổ chức quần lang chúng ta. Trong ánh mắt hai người phụ nữ đều không khỏi lộ vẻ chua xót và có vài giọt nước mắt kích động. Tham Lang hít một hơi xì gà, thở ra làn khói dày đặc rồi chậm rãi nói, hiện tại, tôi đã trở lại, hai người không cần phải vất vả như vậy nữa. Tên tuổi của tổ chức quần lang chúng ta sẽ một lần nữa vang vọng khắp thế giới, và nó sẽ lại khiến cho chính phủ các nước đều run lên vì sợ hãi. Dáng vẻ này của anh ta, phong thái này của anh ta giống như đang bày mưu nghĩ kế, như thể anh ta đang vừa nói cười vừa tiêu diệt mọi thứ thành cho bụi, mang lại cho người ta một cảm giác rất tự tin và mạnh mẽ. Hai người phụ nữ không hề có chút nghi ngờ nào, bởi vì Tham Lang đã từng là một tồn tại giống như lời nói của anh ta. Đại ca, chân của anh làm sao vậy? Tuyết Lang nhìn thấy một chân của Tham Lang đã bị đứt, trong mắt bộc phát ra một cỗ sát khí kinh người. Tham Lang giật mình, trầm giọng quát, khắc chế. Không phải tôi đã nói rồi sao, các người lặng lẽ lẻn vào thì được, trên người không thể có chút địch ý nào, thậm chí không thể có chút sát ý nào cả. Cỗ sát ý đáng sợ trên người Tuyết Lang kia lập tức lắng xuống, cô ta ủy khuất cúi đầu, yếu ớt nói, rất xin lỗi, em hiểu rồi. Tham Lang không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, cũng may là cỗ sát khí này không nhằm vào ai. Nếu không thì tên khốn nạn đó nhất định đã tỉnh lại. Đến lúc đó mọi người đều phải uống canh gà. Nhìn thấy dáng vẻ của Tuyết Lang, anh ta không khỏi cười ha hả nói, không sao đâu, lần sau cẩn thận một chút. Cái chân này của tôi là do tôi không cẩn thận bị đứt. Có phải người trong nhà tù kia làm hay không? Đại ca có muốn chúng ta báo thù cho anh, làm thịt tất cả bọn họ?
Hồng Lang tóc ngắn giơ tay phải lên và làm động tác cắt cổ mình. Tham Lang nghe vậy, đầu lưỡi không khỏi tê dần. Siết đại đương ra. Tê. Nghĩ lại mà xem, nếu thực sự muốn ra tay, thì mọi người rốt cuộc sẽ xong đời như thế nào cũng không biết đâu. Anh ta lắc đầu nói, không không không, đương nhiên không phải, hai người cảm thấy, ngoài tôi ra thì còn ai có thể làm tổn thương anh không? Thế còn, đã sắp xếp xong con đường rời khỏi Hương Sơn chưa? Hồng Lang lập tức nói, đương nhiên, chúng em đã liên lạc với thuyền trưởng, cá sấu chuyên phụ trách buôn lậu nổi tiếng nhất thế giới ngầm. Hiện giờ, chúng ta có thể đi tới cảng và trực tiếp đến nước Kiệt Bành bằng tàu. Tổ chức của chúng ta gần đây đang làm việc cho hội Huyền Dương ở Kiệt Bành. Sau khi đến Kiệt Bành, giống như một con chim được lắp thêm cánh, không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Đại ca, chúng ta đi ngay bây giờ sao? Tham Lang nuốt nước miếng, bỏ điếu xì gà ra, nở nụ cười nói, rất tốt. Đợi sau khi đến Kiệt Bành, chúng ta sẽ lập tức cắt đứt mọi hợp tác với hội Huyền Dương. Hồng Lang không khỏi sửng sốt nói, đại ca, đám ngốc hội Huyền Dương có rất nhiều tiền, giúp bọn hắn làm việc thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sao không hợp tác với bọn hắn? Tham Lang lập tức lắc đầu, anh ta không muốn làm việc cho hội Huyền Dương, hiện tại hội Huyền Dương đang đối nghịch với nhị đương gia, nếu tổ chức quần lang tiếp tục làm việc cho bọn hắn thì bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không cần hỏi nhiều, tôi đương nhiên có lý do của mình. Được rồi, các người lập tức đưa tôi ra khỏi đây, chúng ta lên thuyền rời khỏi Hương Sơn. Tham Lang bình tĩnh nói. Được, không thành vấn đề. Hồng Lang và Tuyết Lang đều đồng ý, bọn họ tiến lên phía trước, hai bên trái phải nâng Tham Lang dậy. Ba người nhảy ra khỏi cửa sổ, mặc dù Tham Lang đi đứng không thuận tiện nhưng nhờ sự giúp đỡ của hai người kia, anh ta vẫn vững vàng hạ xuống đất. Sau khi rời khỏi khu biệt thự, anh ta không khỏi cười nói, trời cao chim bay, biển rộng cá nhảy. Từ giờ trở đi, tôi, Tham Lang, sẽ là người tự do. Và thế giới ngầm trên khắp thế giới sẽ lại run rẩy vì sự xuất hiện của tôi. Khi nói ra lời này, anh ta kích động đến mức sắc mặt trở nên dữ tợn. Hai đàn em cũng gật đầu thật mạnh đồng ý, chỉ cần Tham Lang còn ở đây, việc tổ chức quần lang trở lại hàng đầu thế giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tham Lang là kiêu hùng hàng đầu có năng lực và thực lực nhất mà 9 thành viên cốt lõi khác của tổ chức từng thấy trong đời. Đại ca, tại sao anh lại muốn chúng tôi không lộ ra bất kỳ sát ý hay địch ý nào khi tiếp cận căn biệt thự này? Lý do là gì? Sau khi rời xa biệt thự, Tuyết Lang không nhịn được hỏi. Ha ha, trong biệt thự có một người rất đáng sợ, tuy rằng tôi không sợ anh ta, nhưng cũng không cần có bất kỳ xung đột gì với anh ta. Nếu các người không mang theo địch ý đến đây, như vậy sẽ không dễ dàng kinh động đến anh ta. Với thực lực của tôi, đánh bại anh ta cũng không có vấn đề gì, nhưng dù sao tôi ẩn trốn trong ngục để tránh nạn nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút cảm tình, không muốn làm tổn thương anh ta. Một nụ cười tự tin và bình tĩnh xuất hiện trên khuôn mặt của Tham Lang, anh ta nói một cách rất tự phụ. Cả hai đàn em đều không khỏi cảm thấy cảm động, cảm thấy đại ca quả thực là người trọng tình trọng nghĩa. Ba người đi suốt đêm và đến một cảng nhỏ ở Tương Sơn. Một chiếc thuyền đánh cá rất kín đáo đã cập cảng. Sau khi lên thuyền đánh cá, Đàm Lãng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn ông lão ngồi trên bong hút xì gà, không khỏi hỏi, ông là thuyền trưởng sao? Thuyền trưởng thở ra một làn khói rồi nói, tôi có hai quy tắc làm ăn, không chấp nhận ai không làm được. Đầu tiên, đừng hỏi tôi vận chuyển hàng hóa như thế nào. Thứ hai, tôi sẽ không tiếp những vị khách phân biệt chủng tộc. Tan Lang hiện lên một nụ cười và nói, đừng lo lắng, tôi chưa bao giờ là người nói nhiều. Tôi cũng không có bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào. Đội trưởng liếc nhìn hắn, bình tĩnh nói, vậy ngươi có ghét người da đen không? Tham Lam không khỏi sửng sốt nói, ta rất không thích, nhưng không thể nói là ta ghét. Thuyền trưởng không nói nhiều, chỉ hỏi, còn có ai không? Sói đỏ lắc đầu nói, không được, lập tức rời đi. Người sẽ không lỗ một xu. Thuyền trưởng nói ồ, sau đó ra lệnh cho người của mình chuẩn bị ra khơi, nói, các anh có thể trực tiếp về cabin nghỉ ngơi. Sáng mai chúng tôi sẽ cung cấp vật tư tại cảng ở Trung Quốc, sau đó sẽ trực tiếp đến Jipeng. Đi thuyền từ Tương Sơn đến Vương quốc Jipeng mất khoảng 5 ngày,
thuyền trưởng nói rằng sáng mai sẽ cần tiếp tế, nhưng Tan Lang và những người khác không có nhiều ý kiến. Tuy nhiên, thuyền trưởng có danh tiếng rất lớn và cách ông trở nên nổi tiếng là nhờ tốc độ nổi tiếng. Nhiều chuyến đi thường yêu cầu một khoảng thời gian cố định có thể được thực hiện trong thời gian chưa đến một nửa. Ha, ta rất thoải mái. Đàm Lãng nằm ở trong cabin trên chiếc giường lớn thoải mái, toàn thân thả lỏng, chỉ cần rời khỏi Tương Sơn, trời cao chim chóc bay lượn, hắn sẽ không còn phải đối phó nữa. Với hai cha con, nỗi sợ thống trị. Đêm rất tối, biển cũng tối đen, Tan Lang và những người khác không thể quan sát được lộ trình ra khơi. Khoảng 10 giờ ngày hôm sau, tàu đánh cá cập bến. Này, bến cảng này, sao lại có nhiều du thuyền đậu như vậy? Sói Tham Lam bước lên boong tàu hỏi thuyền trưởng đang tựa vào mạn tàu hút xì gà. Ồ, chúng ta đã đến miền Nam tỉnh Phúc Kiến. Đây là câu lạc bộ du thuyền ở thành phố Thiên Môn. Tôi biết chủ câu lạc bộ, vừa vặn chúng ta đang tiếp nhiên liệu ở đây. Thuyền trưởng thở ra một làn khói dày đặc nói với một nụ cười. Tham Lam không hề nghi ngờ sự có mặt của hắn, gật đầu nói, sau khi công việc hoàn thành, phần thưởng của ngươi sẽ sớm nhận được. Hợp tác vui vẻ. Thuyền trưởng mỉm cười rồi ra lệnh cho tàu cập bến. Có muốn xuống thuyền nghỉ ngơi một lát không? Trong câu lạc bộ có đồ uống và đồ ăn ngon, tôi sẽ nhờ ông chủ chiêu đãi cậu. Thuyền trưởng cười nói. Thật tốt, Đàm Lãng vui vẻ nói. Sói Đỏ và Tuyết Lang đi cùng Đàm Lãng xuống thuyền đánh cá, trực tiếp đi đến câu lạc bộ. Sói Tham Lam luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng hắn không thể chỉ ra được. Sau khi vào câu lạc bộ, người phục vụ lập tức sắp xếp đồ uống và đồ ăn để phục vụ họ. Ông Dương. Đột nhiên, Đàm Lãng nghe được người phục vụ gọi người, không khỏi quay đầu lại, sửng sốt một lát. Sau khi Dương Quan Quan nhìn thấy Đàm Lãng, không khỏi giật mình, sau đó mở to hai mắt. Một lúc sau, Dương Quan Quan mới chậm rãi nói, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Tề Đãng Tiên đêm qua lại nói, từ nay về sau sẽ gọi hắn là Thường Duy. Thân thể Sói Tham Lam không khỏi run rẩy kịch liệt, hắn nhìn đội trưởng, tức giận nói, anh đang làm cái quái gì vậy? Nơi này là đâu, tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Thuyền trưởng cười tâu toét, để lộ hàm răng to đã ố vàng vì khói, nói, xin lỗi, cô có thể làm việc cho ông chủ thứ hai để kiếm nhiều tiền hơn. Đây là câu lạc bộ du thuyền của cô Dương. Hôm qua chúng tôi ở Tương Sơn, biển bên ngoài đã bị lang thang suốt đêm. Sói Đỏ và Sói Tuyết đều không khỏi tức giận, Sói Tuyết hét lên, mày đang tìm cái chết, nhận được tiền rồi mà lại không làm gì cả. Sói Đỏ cũng lạnh lùng nói, ta nghĩ ngươi đã đi đến cuối cái bẫy buôn lậu của mình rồi. Con đường ngày càng hẹp hơn, ngươi dám coi bầy sói của chúng ta như một đứa trẻ 3 tuổi. Hôm nay, ta sẽ vặn vẹo đầu của bạn và sử dụng nó như một quả bóng. Dương Quan Quán không khỏi thở dài nói, ta biết ngươi đang vội, nhưng cũng đừng nóng lòng. Sắc mặt Sói Tham đã đông cứng lại, hắn cười nói, Dương cô nương, cô có thể cho tôi một con đường sống sót được không? Trước đây tôi không có lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ, tôi muốn trở thành một người tốt. Dương Quan Quán nhún nhún vai, nhìn về phía cửa, nói, hỏi hắn. Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Tề Nghị mặc âu phục màu đen xuất hiện ở cửa, nhìn Tham Lam, cười nói. Sói Tham Lam suýt té khỏi ghế, hắn vốn tưởng rằng sau khi lên thuyền ngày hôm qua, hắn sẽ có thể vĩnh viễn rời xa con quỷ này. Ai có thể ngờ rằng thuyền trưởng cầm tiền không làm gì lại đưa bọn hắn đi vòng quanh biển bên ngoài. Tương Sơn, sau một vòng, sáng sớm bọn họ đã bị kéo thẳng đến câu lạc bộ du thuyền ở Dương Quan Quan. Bây giờ nghe được giọng nói của Tề Băng Tiên, Sói Tham Lam thậm chí muốn chết. Hả, là ngươi, thì ra ngươi chính là kẻ chống lại đại ca của chúng ta. Anh hôm qua nói, bởi vì chúng ta nhiều năm như vậy tình bạn, ta không muốn lấy mạng của ngươi. Không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến mức đến gây phiền toái cho đại ca của mình. Khi con Sói Đỏ nhìn thấy Chi Binh Xiên, anh ta lập tức chế nhạo, khoanh tay và trong mắt có sự thù địch mạnh mẽ. Thuyền trưởng bốc một nắm hạt dưa quỳ xuống bẻ, nếu có ghế ngồi thì phải ngồi xổm xuống đất mới ăn, này, ăn thế này mới dễ chịu. Sói Tham Lam nghe được lời nói của Sói Đỏ, sắc mặt thay đổi, nói, tôi không nói gì cả, cậu đừng vu khống tôi. Tiết Lãng cười lạnh nói, anh ơi, em biết anh coi trọng tình yêu và công lý,
nhưng nếu có người không muốn để anh đi thì anh cũng không cần phải khách sáo với hắn. Tổ chức sói của chúng ta có bao giờ bị cười nhạo như thế này đâu. Tham Lam muốn nói, ngươi không hiểu, đây chính là cường giả đã đánh ta đầu đạn hạt nhân. Anh ta bị bắt giam tương đối muộn và bị chính Chi Đăng Xian bắt giữ. Vào thời điểm đó, Chi Binh Xian đã đạt được thành công lớn. Sói Tham Lam đang định nói thì bị sói đỏ đánh lại, lại nghe cô nói, vừa đúng lúc, hôm nay ta sẽ chặt đầu hắn ở đây và đổi lấy một khoản tiền với Huyền Dương Huy. Huyền Dương Huy cũng để cho ta tìm biện pháp giết hắn. Chi Đăng Xian khẽ mỉm cười, luôn giữ nụ cười khiêm tốn trên khuôn mặt và nói, Lai Phu, bạn vẫn xảo quyệt như mọi khi. Nhìn xem, quỷ đêm và quỷ dữ hơn bạn nhiều lắm. Tham Lang không khỏi hừ một tiếng, dùng sức nuốt khan, cười gượng nói, nhị thiếu gia, nghe ta ngụy biện. À, không, nghe ta giải thích. Sói đỏ và sói tuyết đã sẵn sàng ra tay, chúng tản ra hai bên trái phải, trông như sắp tấn công vào sườn. Sói Tham vội vàng nói, hai người các ngươi dừng lại ở đây, đừng tìm chết. Nghe được tiếng gầm rú kinh hãi và cuồng loạn của Đàm Lang, hai cô gái không khỏi kinh ngạc. Thuyền trưởng ở một bên cười thầm nghĩ, lần này ông chủ thứ hai khiến mình vi phạm nguyên tắc kinh doanh nên phải trả thêm tiền. Chép 1165. Sói đỏ và sói tuyết đều bị thái độ của Tham Lam làm cho sợ hãi, đây là lần đầu tiên trong đời đại ca của bọn họ sợ hãi một người khác như vậy. Bạn biết đấy, trước đó, Greedy Wolf có tính cách không sợ bất cứ thứ gì. Có thể ngồi trên đầu đạn hạt nhân và đàm phán các điều khoản với quan chức quốc phòng cấp cao của các nước. Anh ta thậm chí còn dám đe dọa anh ta. Nhưng hôm nay, hắn lại tỏ ra hoảng sợ và cầu xin đối phương một lối thoát. Thật là một câu chuyện hài hước. Chi Đăng Xian không để ý đến hai người phụ nữ trong đàn sói mà đi thẳng đến chỗ sói Tham Lam, khẽ mỉm cười và nói, tôi nên nói gì đây? Sói Tham Lam biết hôm nay mình không có cách nào có thể khá hơn. Cố gắng hết sức là không thể, hắn không muốn chết chỉ vì cố gắng. Mặc dù bên cạnh anh ta có hai cấp dưới, nhưng việc thách thức một người như Chi Đăng Xian chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt. Thế là sói Tham Lam đã sắn tay áo lên. Sói đỏ và sói tuyết đều không khỏi tỏa sáng, ông chủ vẫn là ông chủ như trước, cho dù có bị gãy một chân, liệu anh ta có cùng đối phương chiến đấu đến chết không? Chấm. Tôi nhìn thấy Đàm Lang chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Vẻ mặt buồn bã nói, anh có thể đừng tát vào mặt tôi được không? Chi Đăng Xian gật đầu hài lòng, sau đó đấm và dẫm lên Tham Lam đang co ro trong một quả bóng, kêu răng rắc và sấm sét, điều này không hề thô lỗ chút nào. Hai cô gái xinh đẹp sói đỏ và sói tuyết ngơ ngác nhìn, ông chủ của họ lại ôm đầu, để cho một thanh niên đánh mình một cách dã man. Thật là một câu chuyện hài hước. Họ khó có thể tin vào mắt mình. Ahhh, ta đau muốn chết. Ta biết ta sai rồi, nhị thiếu gia, xin tha mạng cho ta. Tề Đăng Tiên căn bản không có chút mặt mũi nào, Lai Phu này lại muốn lẻn đi. Này, nếu bạn tôi không biết cậu là loại chó gì thì có lẽ tôi đã để cậu trốn thoát rồi. Đội trưởng nhe răng, không khỏi dùng ngón tay xoa răng nói, nhà tù Yu Du này thực sự không phải là nơi dành cho con người. Boss toàn năng như Greedy Wolf đã bị tra tấn đến mức này trong nhiều năm. Đã. Anh nghĩ từ giờ trở đi anh sẽ chỉ làm công việc kinh doanh của mình một cách trung thực và không dính líu đến bất cứ việc gì quá phạm pháp. Sai, sai, biết sai rồi, đừng đánh nữa. Sói Tham Lam vẫn đang cầu xin tha thứ, nhưng hắn co rúm người lại, mũi bầm tím, mặt sưng tấy, toàn thân run rẩy. Anh ta yêu cầu đừng tát vào mặt anh ta, nhưng Chi Đăng Xian có phải là loại người như vậy không? Chửi người thì nhất định sẽ bị mắng, còn nếu đánh người thì nhất định sẽ bị tát vào mặt. Tham Lam đẹp trai tuấn tú, khuôn mặt quyến rũ đến phát cuồng, bị Chi Binh Xian đánh đến nhục nhã, khiến Tham Lam tự hỏi liệu anh chàng này có ghen tị với vẻ ngoài của mình hay không. Vừa đi vào đã thấy Thường Duy kêu cầu phúc, Dương Quan Quán không khỏi nghĩ đến câu nói cổ điển này, sau đó cười lớn. Chẳng trách Chi Tinh Xian nói ngày mai sẽ gọi anh ta là Trang Uy Lai, và anh ta sẽ đánh Tham Lam như một lời chúc. Tuy nhiên, điều này không có gì sai. Tề Đãng Tiên rốt cục dừng lại, Tham Lam ngã trên mặt đất, hấp hối nói, nhị thiếu gia, ta thật sự biết mình sai, sau này cũng không dám chạy trốn. Kỳ Đăng nhàn nhã ngồi xuống ghế, đưa tay cầm ly nước lên, bình tĩnh uống một ngụm rồi cười nói, ta bảo ngươi làm một việc, ngươi lại muốn trốn đi. Xem ra là như vậy,
Bạn là đã quá lâu kể từ khi tôi nếm thử nắm đấm sắt của mình. Sói đỏ và sói tuyết lập tức chết lặng, chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao ông chủ của bọn họ lại trở nên hèn nhát như vậy? Chấm. May là ngươi chỉ muốn chạy trốn, không nghĩ tới dùng sức mạnh của mình để trả thù ta, nếu không, ta sợ ngươi hôm nay sống sót không nổi. Tề Đỉnh bình tĩnh nói. Ha ha, sao ta dám, Đàm Lãng vội vàng cười lớn. Dùng những thủ đoạn độc đáo đó để giết Tề Y Y. Chúng ta đừng nói về việc nó có thể thành công hay không, cũng như xác suất thành công là bao nhiêu. Hãy nói về điều gì sẽ xảy ra sau khi giết anh ta. Người câm lặng trong ngục Yêu Du nhất định phải ra ngoài để trả thù phải không? Đến lúc đó, cho dù có trốn đến tận cùng trái đất, rất có thể sẽ bị một đấm vào đầu. Sói đỏ không khỏi nói, anh, sao, sao chuyện này có thể xảy ra? Tham Lam ho khan nói, đây là Hữu Đầu Ngục nhị chủ nhân, người cứ việc gọi hắn là Tề Tiên Sinh. Nhị thiếu gia đã cho ta thấy lòng tốt luân hồi, cho phép ta thay đổi chủ ý, trở thành một người mới trong Hữu Đầu Ngục, cho nên, tôi rất kính trọng anh ấy. Cho dù anh ấy có bạo lực với tôi cũng sẽ không phàn nàn chút nào. Nhìn thấy vẻ mặt của hai người, sói tham vội vàng nói, đừng tìm cái chết. Nếu muốn chiến đấu với hắn, các ngươi cũng có thể tự sát bằng một ít cyanua. Như vậy, ít nhất các ngươi sẽ chết, tốt hơn. Sói đỏ và sói tuyết đều không khỏi kinh ngạc, thiếu niên trước mặt thật sự có thực lực như vậy sao? Họ chỉ biết rằng Chi Đinh Xiên là tổng giám mục của quận phía nam của Thánh giáo, nhưng họ không biết nhiều về thực lực cá nhân của anh. Ta, Yang Guangguan nói, sói tham tiên sinh, Chi Đăng Xian trước khi bạn trốn thoát ngày hôm qua đã dự kiến điều này. Hôm qua anh ta nói với tôi rằng anh ta sẽ được gọi là Trang Uy. Sói Tham Lam nghe xong không khỏi nhếch môi, nhìn Tề Bang Tiên, tên khốn kiếp này thật âm hiểm, kỳ thực hắn đã sớm biết trước mình sẽ chạy trốn, nhưng hắn cũng không nói gì, đợi cho đến khi sáng nay để giáo dục anh ta. Mà thuyền trưởng đang ngồi xổm ăn hạt dưa cũng là một lão già hôi hám, hắn cư nhiên bán hắn không nói một lời, đi vòng quanh vùng biển Tương Sơn rồi đuổi hắn về. Lai Phu, hai người này là thuộc hạ của ngươi sao? Tề Định Tiên nhìn hai nữ tử cao giáo xinh đẹp, bình tĩnh hỏi. Ừ, người tóc ngắn tên Mã là Sói Đỏ, người tóc dài tên Mã Sói Tuyết. Cả hai đều là thành viên cốt lõi của tổ chức sói chúng ta, rồi nói. Sói Đỏ và Sói Tuyết đều không khỏi im lặng, anh Thanh Thanh mấy năm nay cũng không trốn trong ngục như lời anh nói mà bị các cường giả trong ngục thống trị, căn bản không thể trốn thoát, những gì anh nói trước đó chỉ là để dành cho mình chút tôn trọng thôi. Tề Định Nhiên nói, ta sẽ không nói nhiều nữa. Hoặc là vì ta làm cái gì, hoặc là trực tiếp chết. Hãy chọn đi. Hai người phụ nữ không khỏi tức giận, nhướng mày tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt. Tổ chức bầy sói hùng mạnh đến mức chưa bao giờ bị đe dọa như thế này trước đây. Mạng của ta thuộc về nhị thiếu gia, đương nhiên bầy sói sẽ làm việc cho nhị thiếu gia. Đàm Lãng không ngừng nháy mắt với hai thuộc hạ, sợ bọn họ không kịp suy nghĩ sáng suốt mà gây chiến với Tề Y Y, và sau đó đầu của họ sẽ bị vặn vẹo. Bởi vì hắn biết rất rõ Tề Đỉnh Tiên không phải là một cao thủ có lòng nhân hậu, nếu hắn thực sự muốn giết người, hắn sẽ bắn nát đầu hắn trước nếu hắn chăm sóc ngươi, bất kể người là nam hay nữ, già hay trẻ. Giống như cha mình, một kẻ điên cuồng bạo lực. Khóe miệng sói đỏ giật giật, sau đó hắn nói, tại sao? Nếu muốn chúng tôi làm gì cho ngươi thì ít nhất ngươi phải nghĩ ra đủ chip hoặc sức mạnh. Tuyết sói cũng nói, tổ chức sói của chúng ta hùng mạnh toàn thế giới. Muốn chúng ta phục vụ, lời nói của ngươi cũng không đủ. Ồ, bạn nghi ngờ sức mạnh của tôi. Điều đó không sao cả, tôi chỉ cho bạn xem thôi. Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên anh tiến tới và nói một cách bình tĩnh. Cả hai người phụ nữ đều không khỏi căng thẳng, muốn xem Tề Đăng Tiên sẽ dùng thủ đoạn gì để phô trương sức mạnh của mình. Dương Quan Quán không khỏi nghĩ thầm, ta lại khoe khoang. Sói Tham Lam cũng có vẻ lo lắng. Không biết Tề Đăng Tiên sẽ thể hiện sức mạnh cường đại của mình như thế nào. Chi Đăng Xian túm lấy cổ áo của Tan Lang, giơ tay lên và tát thẳng vào mặt anh ta một cái. Sói Tham Lam ngay lập tức choáng váng. Thuyền trưởng ở một bên đang ăn hạt dưa, suýt nữa cười như lợn. Nhị lão đại, ngươi chỉ là giả vờ lạnh lùng, tại sao lại đánh ta? Đàm Lãng khó hiểu hét lên. Chi Binh Xiên lại tát anh ta một cái, Tan Lang bối rối đến mức không nói được lời nào. Ngay sau đó, hắn tùy ý ném Đàm Lãng xuống, sau đó quay đầu nhìn Hồng Sói và Sói Tuyết, nói,
ta có thể tóm lấy đại ca của ngươi mà tát hắn, nhưng hắn không dám đánh trả, đây không phải là sao? Đủ mạnh mẽ chứ? Sói tham lam vốn đang bối rối, nhưng bây giờ nghe được những lời này, hắn càng muốn chết. Chết tiệt, cậu có thể đừng trở thành một con khốn như vậy được không? Sói đỏ và sói tuyết không khỏi nhìn nhau, bọn họ cũng không ngang ngược như vậy chứ. Chấm. Tuy nhiên, hai người họ biết rất rõ Tan Lang thực lực mạnh mẽ như thế nào, Chi Binh Xiên có thể đánh Tan Lang một cách thô bạo, khiến anh ta không dám đánh trả, thậm chí nói những lời gay gắt, mà chỉ liên tục cầu xin sự thương xót, điều đó cho thấy anh ta thực sự mạnh mẽ như thế nào. Tề Đăng Tiên cười hỏi, làm sao vậy? Lực lượng này đủ sao? Nếu không ta sẽ đánh gãy cái chân còn lại của hắn cho ngươi xem. Tham Lam vội vàng nói, đủ rồi, đủ rồi, hai người các ngươi đừng nghi ngờ thực lực của nhị thiếu gia nữa. Từ nay tổ chức sói của chúng ta sẽ làm việc cho nhị thiếu gia. Hai người im lặng gật đầu, mặc dù cảm thấy có chút không hài lòng, nhưng dù sao Tham Lam cũng đã nói rồi, bọn họ cũng không dám nói thêm nữa. Nhị thiếu gia, lần làm ăn này với ngươi lần này vi phạm quy tắc ta đặt ra nhiều năm, chưa bao giờ vi phạm. Ngươi phải trả nhiều tiền hơn. Đội trưởng nghiêm túc nói với Tề Y Y. Zia zia zia, tổ chức bầy sói chỉ có thể tự mình trả tiền mà thôi. Chi Đăng Xian không vui nói. Sói Tham Lam có ý muốn giết người, lão già hội hám này đã bán đứng hắn, nhưng sau đó lại quay đầu lại muốn cho hắn thêm một khoản tiền. Chết tiệt, bạn không thể bắt nạt những người trung thực như thế này. Tham Lam thở dài, nói với hai người của mình, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của nhị thiếu gia. Các người có thể làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu. Hai người im lặng gật đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Greedy Whoop, thật khó tin rằng người anh cả lúc đó đầy tham vọng như vậy hôm nay lại biến thành bộ dạng hoang tàn như vậy. Đừng nhìn tôi như vậy, nhà tù đó không phải là nơi dành cho con người, mỗi người trong số họ đều là một con người không bình thường. Nếu bạn không tin, tôi sẽ mời bạn đến thăm sau. Tan Lang không khỏi mỉm cười cay đắng khi nhìn thấy hai người như vậy. Lúc này, sự việc đã được giải quyết. Sói Tham Lam liên lạc với những người trong tổ chức của hắn sau lưng Chi Binh Xiên và muốn nhân cơ hội này để bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại bị bắn vào chân. Với việc anh ta lên tiếng và hợp tác như thế này, việc Chi Đăng Xian yêu cầu bầy sói làm việc cho anh ta sẽ không có vấn đề gì. Lần sau nếu người muốn trốn khỏi ta, người hẳn là biết hậu quả chứ. Tề Đăng Tiên trầm ngâm nhìn Đàm Lãng, đưa ra đề nghị. Ta biết. Ta hiểu, ta hiểu. Tham Lam đồng ý, mãnh liệt muốn sống sót, sau chuyện này hắn cũng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội chạy trốn. Chi Đăng Xian quay lại và ra lệnh cho Red Whoop, lập tức chấm dứt hợp tác với Hiệp hội Huyền Dương, sau đó đến các cửa hàng trang sức mà bạn đã cảnh báo và yêu cầu họ hạ giá ngọc một lần nữa. Red Whoop nói, nhưng Yui Kamiyama đã trả cho tổ chức của chúng tôi một số tiền lớn. Nếu chúng tôi vi phạm hợp đồng, chúng tôi sẽ phải bồi thường thiệt hại. Tề Đỉnh tùy ý nói, hả, ngươi còn để ý tới những thứ này sao? Cứ giữ số tiền đó để sử dụng cho riêng mình, đừng lo lắng về việc vi phạm hợp đồng hay bất cứ điều gì tương tự. Thu tiền không làm việc là một đức tính tốt, ngươi nên rút kinh nghiệm nhiều hơn. Dương Quan Quán ở một bên bật cười, không kiếm tiền làm gì mà vẫn có đạo đức tốt. Nếu bạn không làm gì sau khi nhận được tiền và sau đó tố cáo hành vi hối lộ của người khác, chẳng phải bạn sẽ dễ bị tổn thương hơn sao? Sói đỏ và sói tuyết không nói nên lời, đây là loại quái vật gì? Anh ta thực sự là tổng giám mục của quận phía nam của nhà thờ thánh. Tại sao tôi lại cảm thấy tính cách của người này kém hơn một con chó? Tham Lam nói, nhị thiếu gia dặn dò thì cứ làm theo. Chỉ cần lấy tiền của tiểu tử, có chuyện gì lớn? Tề Đãng bình tĩnh nói, được rồi, đi làm việc thôi. Sau khi làm xong, hãy gọi tất cả thành viên cốt lõi của các ngươi đến gặp ta. Ta sẽ sắp xếp các ngươi đến Nam Dương làm việc. Sói đỏ nói, Tề tiên sinh, nếu ngài muốn chúng tôi làm việc thì chúng tôi phải trả lương đúng không? Tổ chức tuy do anh Tan Lang thống trị, nhưng mọi hành động trước hết đều dựa trên lợi nhuận. Chi Binh Xiên đưa mắt nhìn Tan Lang, trầm tư. Tham Lam không khỏi dùng mình một cái, nói, nhị phó, ta không có tiền. Ồ, Chi Tinh Xiên giơ nắm đấm to như bao cát lên. Ta nhớ ra. Ta ở Thụy Sĩ Ngân hàng còn có một cái kho tiền nhỏ, đem toàn bộ tiền đem ra. Tham Lam lập tức bạo dạn nói. Anh ta nhìn thấy ánh mắt của Chi Đăng Xian có gì đó không ổn, vội vàng nói,
tôi đã mua một hòn đảo ở Úc, bán nó đi cũng được. Dù sao gần đây tôi đã ngồi tù nên không thể sử dụng được. He he he. Chị Đăng Xi'an cảm thấy gần như đã xong nên gật đầu nói, vậy trước tiên hãy dùng số tiền này làm tiền lương cho anh. Sau khi anh đến Nam Dương bắt đầu làm việc, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện tiền bạc. Nam Dương thần gia không thiếu tiền, Nam Dương lại giàu tài nguyên, bọn họ còn lo lắng không nuôi nổi một đàn sói sao. Tuy nhiên, Chi Đăng Xi'an hiện tại không có nhiều tiền. Sói tham lam cảm thấy bực bội, trời ơi, tổ chức của tôi phải làm việc cho người khác, sau đó tôi phải tự bỏ tiền túi trả cho những người trong tổ chức. Điều này là quá nhiều. Tuy nhiên, hắn chỉ dám tức giận mà không dám nói ra, hắn đành phải đè nén cơn tức giận trong lòng, kẻo Tề Băng Hiện phát hiện ra bị đánh lần nữa. Ôi, thật là bực bội, ta, Đàm Lãng, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây, đừng ức hiếp thanh niên nghèo khổ. Ta đã không còn là thiếu niên, đừng ức hiếp người trung niên nghèo khổ. Ừ, tay nghề của anh ấy tốt đến mức không tệ chút nào. Ước chừng anh ấy phải luyện tập thêm 10-20 năm nữa mới có cơ hội. Đừng ức hiếp người già và người nghèo. Quên đi, coi người chết là quan trọng nhất. Tham lam trong đầu đã tính toán cả đời mình, phát hiện. Mình có lẽ sẽ không bao giờ có thể tiến lên phía trước, người ta võ nghệ giỏi hơn hẳn, lại nhỏ hơn hẳn nhiều tuổi như vậy, vì sao hắn phải làm phản? Cứ làm phiên dịch trong tù. Quên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.